Lâu thế không? Giờ này thấy coi like chắc đang rảnh rồi nè. Hôm nay mình like mình không nhận được thông báo luôn trời. Nay vô like vô không nhận được thông báo vô like luôn á. Chị mới về sáng nay xong nè. Em mới nhắn tin Hiền rủ Hiền tối nay đi về. Quên ha, quên cái vụ bé Thảo hẹn đi. Chị quên bé Thảo hẹn luôn á. Giờ em nói mới sực nhớ chị dâu về tối qua rồi. Hẹn dịp khác. Trời ơi công nhận luôn á, cái nết gì đâu luôn. Mới hẹn với bà ngày hôm kia xong đúng không? Hồi tối về luôn rồi. Không nhớ có hẹn với em luôn á Thảo. Hello chị Evi. Ui là trời bể kèo nay mặc đồ đẹp. Hẹn dịp khác, dâu cũng quên mất. Bữa nay em like mọi người không nhận được thông báo đúng không? Em cũng không tự không nhận được thông báo của em luôn nè. Rồi hôm nay thông báo bát túi mà giờ này không thấy ai là hiểu rồi đó. Ai thấy dâu chị dâu xin một chấm nha. Hello bé Thi. Không em, dạ em không nhận được thông báo luôn. Bữa nay là không nhận được thông báo luôn rồi cả nhà ơi. Kỳ vậy ta. Chị dâu xin một chấm tương tác nha chị em ơi. Cái này là mọi người lướt lướt new feed mọi người thấy. Thấy rồi vô coi fly thôi đúng không? Bữa nay không nhận được thông báo. Em không nhận được thông báo rồi. Không nhận được thông báo like. Hôm nay là thứ hai đúng không cả nhà? Hôm nay là thứ ba. Em có vài cái ba lô thôi với lại túi mọi người. Chấm like nha, đầu like vô bát túi trước cho mấy chị đi rồi vô lên quần áo sau. Giày giày cao gót về một sân luôn. Chấm like lên giùm dâu nha mấy chị ơi. Sau này em like cái bếp em không nhận được thông báo vậy nè.
không nhận được thông báo like rồi. Chị nào đang coi like của dâu cho dâu xin một chấm nha. Để em chạy về nhà cái rồi em coi nha. Ok, nay xin lung linh nha em. Dạ em cảm ơn chị nha. Xin ông mặc quần bán nè, với lại áo nè. Áo này hàng Quảng Châu xịn luôn, có một cái là bán con này 59 ngàn. Đây, áo mới nha, còn new tem mạc hàng thêu nha. Áo đẹp lắm, vải đẹp lắm luôn mấy chị. Vải siêu đẹp nha, hàng Quảng Châu cao cấp, ở ngoài cũng 150 rồi. Ở ngoài áo này 120, 150 rồi nè, do bán 59 ngàn, có đúng một cái thôi, hết rồi. Hết màu rồi. Còn đúng một con nha, nó là nó thêu á. Chấm like lên giùm em nha, tí dâu lên áo công sở hãng. Rồi áo thun rồi lộn xộn như vậy nè, bán có 20-30 ngàn thôi. Sale dọn kho mấy chị ơi, mẫu mới nha. Hôm bữa em nhập mấy ngàn đó, giờ đang còn khoảng cỡ hơn 100 cái. Mà chưa like tới luôn á, dâu sale rẻ luôn. Chấm like lên giùm dâu nha mấy chị ơi. Áo dâu mặc là 59 ngàn, có một cái áo Quảng Châu xịn. Vải rất đẹp, vải rất rất đẹp, giùm dâu thêu hết nè. Hello Tiến Thúy, mọi người chấm like lên giúp dâu nha cả nhà. Chị gửi kem cho em rồi. Gửi kem free ship cho em rồi nha Tiến Thúy ơi, đợi vài ngày là nhận. Cái chỗ em á, cái tuyến của em á là để bữa nào hàng tới dâu bảo em ra lấy nha. Do cái chỗ đó là nó không có bưu tá. Cái chỗ em á, người ta đang thiếu người á, không có bưu tá giao hàng nên là toàn là người khách tự tới lấy. Chấm like lên giúp dâu mấy chị ơi. Hôm nay em thông báo bát túi mà giờ này chưa thấy mấy chị vô này, không nhận được thông báo like. Không nhận được thông báo like. Buồn quá. Tôi đẹp lắm. Hết rồi đó, em soạn hết. Sạch xanh xanh, nó không còn thùng hàng nào trong nhà. Hết sạch rồi. Chỉ còn nhiêu đây túi thôi nha mấy chị nha. Chấm like lên giùm em nha mọi người ơi. Chấm like, share, livestream lên túi trắng không? Dạ có túi trắng chị. Có con túi trắng này nè, đây chị chế nè. Con này em mua hai màu luôn á, màu đen nữa. Mà không xài được màu trắng. Trời ơi, chị mà cầm cái da chị ưng luôn á, xịn cực kỳ. Dâu order con này 600 mấy luôn á, con này nè. Hàng hơn 600 luôn, da đẹp lắm mà cầm cái túi nó nặng tay kinh khủng. Da nó xịn, nó da, chất da nó nặng, nó dày. Nó phải nặng gấp đôi những cái túi khác, gấp đôi, gấp ba cái túi khác. Chất da nó nặng lắm luôn mấy chị nha. Chứ không có phải da mỏng mỏng đâu à. Nè. Khóa cũng đẹp luôn. Bụi. Khóa cũng rất là xịn sò luôn. Có quai trong đây giùm em nha. Da đẹp lắm chị, có hai quai luôn nè. Đó, có quai to, có quai nhỏ. Mọi người chấm like lên giùm dâu nha, đây là thẻ hãng của nó nè. Mấy chị thấy cái thẻ xịn chưa? Cái thẻ của nó rất là xịn nha. Cái này là bằng kim loại á, mấy cái này nè. Cái hiệu này là hiệu kangaroo á, hiệu kangaroo bán toàn trăm mấy đô không á mấy chị ơi, trăm mấy, 200 mấy đô không á nha, 500-600 đô không nè. Em mua con này đặt hàng cũng tháng mấy, hai màu đen trắng, không biết màu đen để đâu rồi. Đây này, hiệu kangaroo nè nha, vô để con này cho mấy chị. Có hai quai luôn á, da đẹp lắm luôn á, new nha. Nè em còn chưa cắt cái này nữa, da cầm tủ da nặng tay xịn sò. Túi trắng em có 3-4 cái thôi à. Chị nào lấy túi này cho dâu mã 1 đi. Chấm like lên giùm dâu nha, dâu bác túi trước đi mấy chị ơi. Rồi dâu lên hàng lộn xộn lẻ mẫu, dâu sale rẻ cho hàng, cũng hàng cao cấp không à. Hàng cao cấp không, dâu cũng sale 20-30 ngàn. Da đẹp lắm chị, con này tủi da siêu đẹp, nặng tay kinh khủng nặng. Chấm like lên giùm dâu nha mấy chị ơi. Bữa nay phay em nó mất tương tác quá trời luôn rồi. Like không thấy thông báo là hiểu luôn. Bữa nay em không tự nhận được thông báo like của em. Hôm qua thì vẫn nhận bình thường mà hôm nay không nhận được. Móng tay dài quá làm khó. Đây, túi của dâu đang cầm nha. Da đẹp lắm mấy chị, da đẹp xịn sò nha. Da siêu đẹp, đường kim mũi chị thì mấy chị yên tâm nha. Hàng xịn sò, em để con này cho mấy chị
250 đi, để con này 250 rồi, nặng lắm, nặng nặng rất rất là nặng, nặng phải gấp đôi cái túi bình thường mà chị mang luôn á, do cái chất da nó sịn sò mà chị, chứ không phải là da mỏng tanh đâu, da nó sịn nên là cầm nó nặng tay lắm, cầm nó nặng tay mà form nó đẹp nha, chị để quay trong đây chứ không có để cái gì hết á, mà form nó rất là đẹp rồi. Túi trắng nha, chị nào lấy túi trắng chốt túi trắng, em mới xài túi trắng lắm, có 2 3 mẫu à, chị lấy giờ. Ok chị nè, sà nông em để 250 ngàn, cực xịn sò. Mọi người chấm like lên giùm em nha, mẹ chị yêu dấu ơi. Nhận hàng là phê luôn á chị Trang ơi, nhận hàng là bao ưng ý cái con này. Mấy hôm mọi người hỏi em ba lô mà em không có soạn được, bữa nay em soạn được có 2 cái ba lô à, 1 mẫu vô mua 2 cái. Nhưng mà chắc là bắt 1 cái thôi. 2 cái 2 màu. Em ít xài ba lô lắm. Ôi, những cái túi ưng ý luôn chị. Những cái túi là bao ưng ý. Những cái túi là siêu ưng ý luôn. Chấm like lên giúp dâu nha. Chị nào thấy dâu cho dâu xin 1 chấm tương tác đi chị em ơi. Chấm like lên giùm dâu nha. Chấm like share live stream lên giùm em nè. Chúc em lên hàng đầm set với lại áo lẻ mẫu á, cũng là hàng new nha, chưa khui luôn á. Này tại vì em bạn mấy mấy bốc mấy ngàn hàng mà bạn cũng còn dư khoảng 100 mấy 200 mấy, dâu chưa like tới. Dâu sale rẻ cho mọi người luôn. Dâu sale rẻ cho mọi người luôn nha. Chấm like lên giùm em mấy anh chị ơi. Chấm like lên giùm dâu nha. Mọi người thấy bình luận không? Em không thấy luôn á, không thấy comment luôn. Mấy chị thấy comment không? Chị em là không thấy luôn á. Rồi dâu lên mẫu nha. Sao tự nhiên cái này nói không được ta? Rồi dâu tiếp mẫu nha, cho dâu xin 1 chấm đi mấy chị. Ok. Dâu tiếp mẫu, ai à, dâu có cái túi này nè, da đẹp ghê luôn á. Dâu nói thiệt mấy chị nhận hàng là em nói thiệt luôn á, da cực nha. Dâu đợi gửi 2 đợt túi rồi mọi người nhận hàng là biết chất nó đỉnh cỡ nào rồi, con này màu siêu lạ luôn á. Màu đó là màu gần như là màu ruốc ruốc á, nhưng mà da đẹp lắm mấy chị ơi. Da cực đẹp nha, em để con này cho mấy chị 250 này, nhận hàng không ưng trả về. Da siêu đẹp giùm em nha, có quai trong đây rồi. Da siêu đẹp nha, con này mọi người mà mang đi công sở được nè, size nó là size 25. Size 25 giùm em nha. Size 25 để 250 ngàn mọi người coi nè, da bao xịn. Nè mày chỉ coi chất da nha. Nó may rất rất là đều luôn. Form cái form túi với lại cái nói chung là nó may đẹp lắm, không biết nói sao luôn á mày chị ơi. Em chắc khoảng cỡ chục cái thôi nha là hết luôn rồi đó. Còn lâu em mới bắt túi lại. Bữa nay là soạn hết trong nhà, dâu hết sạch không còn thùng nào rồi. Bữa nay là soạn hết trong nhà rồi đó. Soạn để cho em đi Sài Gòn, em mới về sáng nay xong, bữa giờ đi Sài Gòn thợ chưa làm trần nhà được. Hôm nay về để cho, chị dâu về rồi. Để cho mai trời nắng cho thợ làm trần nè. Soạn hết trong nhà luôn rồi. Da đẹp lắm luôn nha, chị nào lấy con này cho dâu, mã này là mã 2 đi, em có 1 cái thôi nha, mã 2 nha, để con này 250. Da đẹp nha, cầm túi nặng tay lắm luôn á. Chất da nặng tay sịn sò, cầm túi rất rất là nặng tay luôn mà chị yên tâm nha. Ok chưa, yên tâm nha, có quai đeo phía trong này cho dâu, con này là mã 1 đi. Mã 1, ủa mã 2 nha. Mã 2 giùm em. Cái này em có 2 cái này. Không phải đâu, do cái này hôm bữa mua mua 2 cái để dâu với lại con dâu đeo mà nó không chịu nha. Để rẻ cho mấy chị luôn, hàng Quảng Châu xịn luôn, có quai đeo. Da đẹp lắm, màu đẹp nha, chị nào lấy con này cho dâu màu nâu đi. Cho dâu con này là mã nâu nha. Nè em không, trong đây không có đựng cái gì nhưng mà form túi nó đẹp luôn mấy chị nè.
có dây kéo phía trong đây để mình có một ngăn nhỏ mình đựng đồ á. Ok chưa, ở ngoài có một ngăn ngăn bự nè. Trời ơi tặng cái này cho mấy chị 99.000 da đẹp lắm nha. Ô, xịn sò. Đây nè, form túi chắc chắn cứng cáp cho mình luôn mọi người thấy không? Không nhớ mua nhiêu, mua hai cái cho hai mẹ con đeo mà nó không chịu đeo rồi em bắt luôn đi cho rồi. 99.000. 99.000, chị nào lấy chốt vô vô mã 99 nha. Có dây quai đeo luôn. Túi đẹp lắm mà chị coi nè, form túi chắc chắn cứng cáp luôn chứ không có để trong này tạo form đâu. Không có để cái gì trong đây tạo form hết nha. Ok chưa? Chị nào lấy thì comment đi dâu nha, không có bị móp, không có bị gì hết trơn á. Chị nào lấy túi nâu chốt túi nâu nha, đeo dễ thương lắm nè. Chứ dâu mã chỉnh chỉnh giùm em nha, túi Quảng Châu luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp giúp dâu nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu con này là mã nâu đi, túi nâu đi để chỉnh chỉnh ngay. Túi nâu hoặc túi chỉnh chỉnh nha. Để chỉnh chỉnh ngay, chị nào lấy thì comment giùm dâu. Có quai đeo bên hông. Đó, cầm tay hoặc là đeo vô bên hông đều được nha. Chính chính, chị nào lấy thì comment cho dâu mã chính chính. Ba lô. Con này bát không ta? Màu đỏ đô á. Màu đỏ đô nha về. Nè mọi người lột cái mấy cái này ra. Em có một hai con đỏ, em biết xài màu đỏ. Đen trắng rồi nâu rồi nhiều. Nè mọi người coi nè, trong đây là một nùi ngăn trong đây nha, nó có hai quai luôn, bảng hai quai của nó nha, rất là sang, rất là xịn sò. Thấy em cầm cái túi lên là mấy chị thấy chất da của nó xịn rồi đúng không? Form túi xịn sò cho dâu nha, đầy ngăn luôn á. Ở phía trong đây là hai ngăn bự nè, rồi có hai ngăn dây kéo cũng bự luôn, bốn ngăn ở trong đây nha, ở ngoài có một ngăn nữa, túi năm ngăn giùm dâu hai quai. Để rẻ cho mấy chị cái túi này luôn nha, xịn sò luôn, siêu xịn sò giùm em luôn nè. Có một con màu đỏ thôi nha, chị nào lấy cho dâu để túi đỏ đi 280. Con này dâu mua đắt nè. Đây mà chị coi chất da nè, da đẹp lắm mà cầm nặng tay nha. Túi này chắc chắn form luôn, không cần móp. Nói chung là em để cẩn thận á. Dâu nhận hàng dâu mua tại vì hàng order nên là dâu để cẩn thận lắm, không cần không móp gì hết trơn á. Ok chưa? Để trong thùng cẩn thận, không cần không móp gì hết nè. Chị nào lấy túi đỏ chốt đỏ nha, nó là đỏ đô. Nó là túi đỏ đô nha. Hello chị Huỳnh Đào, chấm like lên giùm em nha cả nhà. Chấm like nha, bữa nay like dâu không có nhận được thông báo nè. Mấy hôm like bắt tuổi mọi người đông 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 view á, bữa nay like bắt tuổi mà không thấy em không nhận được thông báo luôn. Chấm like lên giúp dâu một cái nha mấy chị ơi. Rồi đỏ nha, chị nào để đỏ chốt mà đỏ để hai mấy mới nói hai mấy. 250 luôn đi cho dễ nhớ. Đỏ đô nha, ở ngoài màu đẹp lắm, ở ngoài là màu đỏ đô vậy mọi người lột cái này ra. Đó, lột ra nhìn sang nè. Lột luôn đi. Chị nào lấy túi đỏ chốt mã túi đỏ giùm em nha. Em có một con đỏ, không có con thứ hai. Được cái hai ba con mà vô để vô xài á. Bác con này tại mấy con kia vô xài rồi. Vô ít xài túi đỏ. Da đẹp lắm, con nào cũng bao da xịn cho mấy chị nha. Bữa giờ toàn like xong mới thấy, nay mới thấy chị dâu like, cái phay dâu nó mất tương tác trầm trọng luôn. Phay dâu nó mất tương tác trầm trọng luôn á mấy chị ơi. Giờ tới dâu còn không nhận được thông báo của dâu like luôn nè. Đây. Đỏ nha cả nhà, thấy sang chưa? Siêu sang luôn. Đây nha, đỏ đây. Chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ giùm dâu nha, túi đỏ nè. Quần vô mặc có đủ 5 màu luôn nha. Bữa nay mới mặc like, bạn nào tè le luôn, bạn gần hết mẫu luôn rồi. Gần hết màu, gần hết size luôn rồi, bữa nay mới mặc like nè. Quần vô mặc đang hot lắm nha, áo vô mặc 59.000 áo thêu nha. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Áo vô mặc là áo Quảng Châu cao cấp nha thêu. Có một cái thôi rồi, đỏ nha, đỏ 250. Chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ. Đỏ thì chị Uyên chỗ cái túi xịn dã man luôn chị. Cái túi xịn xỉu. Rồi giao tiếp mẫu nha. Không có cái túi nào đựng vừa.
Rồi, giao tiếp nè. Quần chất gì à chị? Quần bữa nhận cái đen đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị nha. Quần em mặc không có size 65 cân. Quần em mặc không có size 65 cân. Quần vô mặc là kaki Quảng Châu form đẹp lắm. Đang hot mà, vô bạn gần hết mẫu rồi. Gần hết nè, em cho mọi người coi màu nha. Đây nè bạn Nương ơi. Vô có size SM nha, size L là vô hết rồi mấy chị. Size L là vô hết nha, vô chỉ còn SM cỡ 53 54 cân đổ về. 53 54 cân đổ về giùm dâu nha, có màu nâu nè. Đẹp nha, 149 form rất là đẹp giùm dâu kaki Quảng Châu xịn sò. Quần ở ngoài đang hot mà bạn 160 180 220 luôn á. Rồi chị nào lấy thì comment giùm dâu nha, màu đen, màu đen, màu nâu, màu hồng. Màu màu hồng với lại màu màu trắng, màu hồng là hết size S. Nha, trắng hồng là hết S. Size S em chỉ còn nâu xanh với đen thôi. Đó, đẹp chưa? Đẹp lắm nha, quần kèm đai luôn mấy chị coi nè. Quần kèm đai giùm dâu nha, trắng đen hồng nâu xanh, năm màu nha, trắng đen hồng nâu xanh. Quần này đang cực hot, dâu cả quần đùi, quần giả váy nữa, hai mẫu siêu hot luôn, với lại chân váy kèm đai như vậy nè. Quần nha, chị nào lấy quần đùi chốt mẹ quần đùi em like túi xong đi, em bắt thêm một ít túi đi, chấm like share live stream lên giúp dâu nha. Quần kaki siêu đẹp giùm dâu nha. Rồi em có con túi trắng gấu đi nè, chưa xài đâu mà chị yên tâm, có một cái à ngựa ngựa thấy tụi nó like đẹp á, bác rẻ con này cho mấy chị nha, da đẹp mà tại vì dâu không ưng không không xài, chưa xài được màu trắng, dâu để rẻ cho mấy chị nè, chị dâu mã gấu trắng nha, để cho mọi người 100 trăm mấy được, 150, để 150 nha, để 130 luôn đi, còn niu hết nha mấy chị yên tâm, còn niu hết trong đây nè nha, ba bộ năng ở phía trong luôn á, còn niu hết. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã gấu trắng nha. Mã gấu trắng để 130.000. Da đẹp. Da đẹp luôn. Da đẹp luôn nha, con gấu này là con gấu bằng ấy nè, nó may vô chắc chắn cho mình luôn rồi. Nó may vô chắc chắn, da đẹp nè, dày nặng tay. Hàng Quảng Châu hết nha, chị nào lấy gấu cho dâu mã gấu trắng có một cái à. 130 chị Huỳnh Đào nè. Ok chị. Không, em ở đây không có túi xài rồi đâu, toàn túi new thôi à, túi xài rồi hôm bữa em bát rồi, bữa nay túi xài rồi em vẫn để xài á, hôm bữa bát mấy cái túi xài rồi xong mà tiếc. Gì đó kiếm dâu à, không kiếm dâu à, đâu mà hả, lủi 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 lủi, em có ba lô nha cả nhà, có cần gấp gáp để xuống trả tiền vậy không, cứ cầm trong người đi. Rồi ơi có con này đẹp này, da đẹp này, da đẹp lắm nha, hả đây nè, vô lựa đi không hết, thích màu gì, từ to tới nhỏ. Con này đi gái, màu đen được không? Màu đen được không? Dạ đẹp lắm. Chấm like lên giúp em nha mấy chị ơi, em coi ba lô với ba lô hả? Ba lô đây nè. Dâu con này vô mua hai màu, da đẹp lắm nha. Mua hai màu nhưng mà hôm bữa mọi người hỏi dâu dâu tiếc cái dâu không bát, bây giờ dâu đang suy nghĩ bát một trong hai màu. Dâu nghĩ chắc là dâu bát màu trắng thì tại vì năm nay dâu đang cử màu trắng. Xịn sò lắm nha. Nè cái logo nó khắc thương hiệu lên luôn á mọi người nha, ba lô gấu thương hiệu gấu nè. Xịn lắm nè, thấy không? Rất rất là xịn sò luôn, da cực đẹp. Ở ngoài mọi người mua da sần, ở ngoài mọi người mua da sần này nhưng mà nó không giống như hàng thương hiệu đâu. Hàng thương hiệu da sần của nó dày hơn, nặng tay hơn nha. Còn da sần ở ngoài là loại là khác nữa mà chị nha, chứ không phải là nhìn da sần nào cũng như da sần nào. Nè. Dây kéo của nó đẹp không? Nó khắc logo hết. Dây kéo của nó nha, khắc logo hết trên đây cho mấy chị nè. Quai thì ở trong đây giùm em nha. Một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn. Nè, quai này mấy chị ơi. Ok chưa? Có kèm phụ kiện nữa, trong đây có một cái sợi phụ kiện đi kèm. Có kèm phụ kiện trong đây nè. Em bắt cái ba lô này gì hả? Giá rẻ giật mình cho mấy chị luôn nè. Đây nè, có cái phụ kiện con gấu nè, hàng thương hiệu mà. Gấu con chuột gì nè mấy chị nè. Ok chưa? Ưng thì để, còn không thì mọi người cài vô ba lô, túi xách. Chìa khóa xe gì đó đều được nha, cho em bắt một cái thôi.
còn cái để dành xài. Không thích xài nhưng mà tại vì mẫu này cưng á, với lại mua cũng đắt á. Da đẹp cực kỳ luôn á mấy chị, bữa em mua cả hộp luôn á. Không, con này nhỏ à, con này nhìn ở trên live nhìn bự chứ nó nhỏ à. Con này size của nó có 20 thôi mà Thảo. Ba lô size 20 thôi chứ ba lô size 16, 18 sao đựng đồ. Con này nhìn ở trên live nó bự chứ con này có size 20 là đúng một găng tay của dâu luôn nè. Đây. Size 20 à. Size 20 để đồ vừa rồi. Bề này có 22 thôi, bề dài 22, bề này 20. Con mày thì giấu được con gì mà giấu lẹ dữ vậy? Giấu con gì chưa? Giấu chưa? Con đen nào? Mà mày đưa tao. Chỗ con nó gia đình luôn á. Mấy con này nè. Nè, mấy con kia kìa. Gái con này nè. Da đẹp quá trời thấy không? Da đã không? Con nó sang lắm luôn á. Con kia cũng được kìa. Nha, ba lô này size nhỏ à, bề ngang size 20, bề cao này size 22 à. Vậy mới được độ vừa đồ. Chứ size nhỏ nữa là không có. Nha, đọc giá ba lô này cho mấy chị nha. Có kèm phụ kiện có quai ở phía trong luôn nè. Hello chị Bích Ngọc. Để cho mọi người con này 250 luôn. 250 thôi. Da đẹp lắm nha, da sần sò nè. Ở ngoài bán những cái ba lô này cho mọi người là 4-500 rồi. Da đẹp lắm nha. Nè hàng thương hiệu này mấy chị. Da siêu đẹp giùm em nha. Nó khắc hết. Khắc hết mấy cái khóa, mấy cái đồ kéo rồi là nó khắc thương hiệu hết. Ok chưa, ba lô nha. Màu hồng chắc vô để vô xài đi. Màu nào cũng đẹp đấy. Bát màu hồng để màu trắng đi. Hồng. Hả? Bát màu hồng, bát màu hồng để xài trắng đi. Màu hồng, đồ màu hồng cũng nhiều á. Đó, bữa nay like không nhận được thông báo để like thì nó băng nữa. Màu khác đây nè, vậy vô để màu trắng vô xài cho bát màu hồng đi. Đây nè, vừa nói xong thấy hỏi màu khác rồi đẹp lắm. Mấy chị nha, xịt quá trời xịn sò luôn. Đẹp lắm luôn á, dạ, ba lô cầm da đỉnh của đỉnh. Không phải da sần nào nó cũng giống nhau đâu mấy chị nha, phụ kiện ở trong đây luôn rồi. Phụ kiện ở trong đây nha. Đó. Cốt kiết gì tùm lum tè le trong đây hết nè mấy chị nè. Xịn sò luôn, ok chưa? Hồng nha, chị nào lấy ba lô hồng chốt hỏi em bắt một cái thôi à. Chị nào lấy hồng chốt mã hồng giùm em đi. Vô không còn mẫu khác đâu, vô không xài ba lô. Ít khi xài ba lô lắm. Mẫu này vô ưng á. Vô mua hai cái hai màu về xài thôi. Chị nào lấy ba lô hồng chốt ba lô hồng giùm em nha. Ba lô hồng. Ba lô hồng giùm dâu ha. Ok bé Thi nè. Rồi hết rồi đó, con này chắc vô không bát đâu. Hả? Xong rồi hả, dứt đường cái xong rồi hả, cái đó chưa treo luôn á. Ok. Rồi giao tiếp nha. Sang không? Em nói cầm cái túi của dâu á, nặng tay lắm nha. Khác hẳn hàng mà chị mua ở ngoài. Đi ra chợ đồ thì em không biết như nào. Nhưng mà cái túi của dâu mua cầm rất rất là nặng tay đúng không Thùy? Nặng, rất là nặng nha. Tại vì da nó xịn mọi người nha. Hàng hãng, hàng nội địa, da nó rất rất là nặng. Chứ không phải là mọi người nhìn có thể là giống mẫu hoặc là như thế nào đó. Nhưng mà có thể là nó sẽ cầm không nặng bằng cái túi của dâu. Ok chưa mấy chị nè. Nha, mà form túi chắc chắn cứng cáp giùm dâu nha, đè thoải mái. Form túi chắc chắn cứng cáp giùm dâu nè. Sang không, mọi người thấy sang không? Chị nào lấy beo chốt beo nha, nó có hai quai cho mình. Có quai quai dài và quai kẹp nách. Em đeo cái quai kẹp nách vô. Ủa có một quai, hai quai đều đeo chéo chứ. Cái này chị nào muốn đeo kẹp nách thì nếu nó có chỉ cho cách cho mình đeo kẹp nách mà chị quên mất tiêu rồi. Quên mất tiêu đeo làm sao rồi. Đây. Mày xỉu luôn á, sang lắm mày chị ơi. Túi da đẹp lắm nha, nặng tay quá trời nặng tay luôn nè. Da siêu đẹp luôn nha, vô để con này cho mày chị 230.000 thôi. Để 230 có cái thôi nha. Để 230.000 thôi. Nặng tay lắm, xịn sò. Beo nha, chị nào lấy beo chốt mã beo giùm em. Dạ. Túi dâu cầm, dạ cái form này là giống như cái túi sọc em cầm á. Hả? Ờ, này mới
Trời ơi đẹp lắm. Mọi người thấy form hôm qua em mang cái túi sọc không? Em rất là nhiều túi luôn á. Nhưng mà 5 ngày nay đi xuống Sài Gòn là vô xách đúng một cái túi sọc đi à. Cái form nó như vậy luôn rồi. Đeo rất là thích. Con Hường, con nhỏ bạn dâu á, con Hường á, nó kêu trời ơi nhiều túi chi vậy, chân một bàn như vậy mà gì đâu mà có cái, có một cái mà xách đeo hoài. Đây cái form này thích á. Mọi người chăm like lên giùm dâu nha. Ok chị nè. Hả? Không không nghỉ trưa. Nha. Con này nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha. Trời ơi nó nặng xỉu luôn, cho có da tét trong đây nè. Mọi người nè. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Có da tét trong đây cho mình luôn. Màu đẹp không? Màu nó là màu sữa, màu sữa nha. Màu sữa, màu sữa. Trời ơi nó nặng lắm mấy chị ơi. Khác xa hàng mấy chị. Em không biết nói như thế nào luôn á. Săn con này cực lắm luôn á chứ đâu có săn dễ đâu. Móng tay nó dài lắm. Sợ nó gãy á. Trời ơi nó nặng tay quá trời luôn mấy chị ơi. Nè mọi người thấy cái quai là thấy xịn sò rồi nha. Quai này là bằng bằng da luôn không phải quai vải. Nha. Quai này là bằng da luôn không phải quai vải này. Ở phía trong này mọi người coi nè. Là da nguyên miếng á nha. Lót da nguyên miếng chứ không may dù không lót nỉ gì phía trong hết nè. Đây là ngăn này mình đựng những thẻ cạc đồ nè, ngăn bự nè. Bên đây ngăn bự nè, xong bên đây thêm một ngăn dây kéo và trong đây thêm một ngăn nữa nha. Ngoài đây thêm một ngăn nữa. Nè, da nguyên miếng mọi người coi nè. Xịt đỉnh luôn á. Ok chưa? Để con này cho mọi người để rẻ 250 luôn nè. 250 nó có hai quai cho mình. Đây là một cái quai để mình cầm tay và một cái quai này là quai đeo chéo. Quai này xịn sò luôn. Thường thường túi là người ta chỉ cho mình cái quai quai vải thôi. Con này nó là quai da, bản bự quai da luôn. Em để 250, con này vô mô đất này. Phải là màu khác là không bát luôn á. Hôm nay đang cử màu sáng. Chị nào lấy comment đi giao mã sữa đi, sữa 250. Dạ em để chị, em để chị túi 230 rồi. Em để chị túi 230 rồi, để con túi đó hả. Sữa giùm dâu nha, mã sữa giùm dâu nha, có một con thôi cả nhà. Chị hôm qua gom đổ Sài Gòn về chưa kịp gì á, vừa về xong là thảy vô đó luôn á. Nè, rút dây lên. Da đẹp lắm, nó là da nguyên miếng luôn nè. Cả trong cả ngoài. Cái này bọn kia nó bán tầm, nếu mà còn full hộp nó phải bán tầm 700-800 ngàn. Cái này nè. Mỗi lần order bên đó về người ta hỏi lấy hộp hay không, cứ lấy hộp là cộng thêm cũng cả 100 ngàn nữa đó, tiền nó vận chuyển. Chứ về đây hộp móp mình đâu có lấy đâu, mà tự nhiên mắc cái gì đây cũng đâu có làm gì tới hộp đó, mắc mắc hơn cả 100 ngàn, phí vận chuyển nó cũng cao hơn đó. Về tự nhiên xui xui cái hộp móp rồi cười luôn nha. Quay sừng sò luôn nè. Chị nào lấy cho dâu mạ sữa nha, sữa dùm dâu có một cái đó, sữa sữa giúp em nha. Cái túi nó nặng tay ghê luôn, có da tét cho mình luôn nè. Nặng lắm, đơn giản nặng tay xịn sò. Đơn giản nặng tay giùm dâu nha. Chị nào lấy cái dâu mã này là mã sữa đi. Hello chị. Áo lộ giá bao nhiêu vậy? Áo lộ giá 105 chị ơi. Áo lộ đẹp lắm. Ok Thanh Thủy nè. Rồi cái túi xịn ghê luôn á. Cho dâu mở áo áo lộ đi gái. Cái áo màu trắng á. Áo màu trắng nãy mày cầm á. Áo lộ nãy mày kêu mày có cái màu đen á. Qua chơi Thủy ơi. Chị lấy màu vàng hả? Có không để ở đó đâu, để bỏ. Thế và tí nữa tao cũng để lộn xộn. Tao mới Sài Gòn mới về, mới bung đồ ra hồi sáng. Chưa kịp làm gì. Làm gì mới về hả chị? Đây. Lỗ đây, lỗ đây. Lấy màu gì? Vàng hả? Hôm qua chị đâu đặt like đâu đúng không? Chưa kịp đặt like. Nè, quần vô mặt đẹp lắm nha mấy chị nha. Quần vô mặt đẹp lắm. Đang làm mưa làm gió luôn đó. Áo lỗ đây nha, vô hết màu.
vô còn có 3 màu thôi à, nâu tây vàng trắng hết sạch màu luôn rồi, em đi 6 màu luôn hết luôn, mà vô còn đụng một vàng một trắng một nâu luôn đó, hết luôn mà chị ơi. Cái này chị nào mà đặt thêm màu khác là phải đợi em tầm 3 ngày may ra mới có đủ màu và đủ số lượng về nha. Mấy chị sĩ mà bốc màu 50 màu, 100 màu, 10 gì đó thì phải được. Con này form mặt đóng thùng mặt thả đều đẹp. Em bán có 105 mà chị, hàng Quảng Châu cao cấp nha. Xịn xò luôn, bán rẻ ghê luôn nè. 105 form đẹp giùm em nha. Vô còn 3 màu á mấy chị ơi. Cái quần đó rồi mày để cái quần đó. Để ứng vô. Đó, màu nào cũng đẹp cả nha. Màu nào cũng đẹp nha mấy chị. Áo lỗ vàng 105 ngàn. Lỗ nâu và lỗ trắng, chị nào lấy màu nào chốt giùm em. Vàng với nâu với trắng nha, chị nào lấy màu nào chốt giùm dâu. Ok chị nè. Đang về rồi. À đi Sài Gòn hả? Bà đi rồi hả? Không thể đi Sài Gòn hả chị? Chị ơi, cái này nó màu dễ hả? Đúng rồi, chị phải mặc áo áo màu nu vô hoặc là mặc áo dây phía trong. Lên lỗ này là nó vậy. Em có mặc áo dây trong rồi, mặc dưới áo. Chị mặc áo ngực màu da là được mà. Áo đen màu. Ngực áo ngực màu, mặc áo ngực màu da vô là được. Thủy đang có like. Chị đây. Vô còn màu trắng màu vàng là hết nha cả nhà, hết sạch màu rồi, em còn trắng với vàng thôi. Vô còn trắng với vàng thôi nha cả nhà. Đây lỗ trắng lỗ vàng nha. Mát ghê luôn, chất mát đẹp. Còn hai cái rồi em tiếp nè. Thôi chưa đâu, chưa like áo đâu, để like túi xong nè. Để vui. Con này sang là chị da đẹp này. Em hộp màu trắng em để luôn khỏi bát luôn rồi. Trời ơi, về mấy thùng giày chà bá ngoài sân chưa có thời gian khui luôn kìa thì. Em bắt con này cho mấy chị nha, có quai bự, quai nhỏ, thẻ trong đây hết nè. Ok chưa mấy chị? Da đẹp nha, yên tâm. Cầm da mượt, nặng tay xịn sò, chuẩn hàng hãng luôn nha, chuẩn hàng nội địa luôn mấy chị nha, chứ không phải là hàng Quảng Châu loại 2, hàng Quảng Châu mà người ta đánh từng lô từng công về đâu, mấy chị yên tâm nha. Bao tép thoải mái luôn. Móng tay dài á, xài cái vẹo gì cũng khó. Chiều nhậu á thôi. Mấy giờ? 5 giờ. 6 giờ. Nhậu sớm mà say sớm còn tỉnh sớm để bán hàng chứ. Gỡ gạc lại chứ. Ha. Nha. Yeah. Má nó canh me vô đi Sài Gòn 5 ngày chưa gì. Rồi sáng nhắn tin là kêu lo nhậu rồi. Làm gì đâu, đi Sài Gòn vô thiếu bia, thiếu men. Có hai quai nha cả nhà, một quai này và một quai bự. À một quai bự nha. Vô có một cái để con này cho mấy chị để giá nhiêu được ta? Có ba lỗ nhỏ không chị? À ba lô nhỏ hả? Ba lô nhỏ chị dâu hết rồi. Ba lô nhỏ chị dâu hết rồi nha. Để con này cho mày chỗ da đẹp lắm mày chị ơi. Cầm tuổi nặng tay lắm nha. Em nói này là chị lấy dao lấy kéo cắt thì nó mới hư nổi thôi. Chứ còn xác suất đeo quăng thoải mái luôn. Không thể trầy xước đâu. Móng tay cào thoải mái giùm em luôn. Da đẹp lắm nha. Trong đây có dây kéo đồ. Ngăn to ngăn nhỏ đầy đủ nha mày chị nha. Ok chưa, được được nhiều đồ luôn đó. Da rất là đẹp, form tụi này không có bỏ gì trong đây hết luôn mà mọi người nhìn thấy. Form tụi chắc chắn nha, không cần móp giùm dâu. Không cần móp giùm em nha. Ok chưa? Có hai quai này, có thêm một quai này nữa nè. Chị nào lấy cho dâu mã GG đi, em để con này cho mấy chị 250 thôi. 250 nha, dâu mã GG nặng. Da nặng lắm, da nặng tay sịn sò nha. Da nặng tay sịn sò nha, chị nào lấy thì comment đi dâu. GG. GG GG để 250. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Đeo bên hông hoặc đeo chéo đều được. Đeo bên hông đeo chéo đều được nha. Để 250. Chị nào lấy GG chốt mã GG giùm em. Lấy chị túi GG dạ ok chị yêu dấu.
đây. Con này là em mua đắt tiền nhất trong tất cả các loại túi là cái con này. Đó mọi người thấy không? Order mà em order cả hộp về lý do là nè, về là người ta vận chuyển về cái hộp này là thêm có 100-200 ngàn luôn á. Thường là mua túi không hộp á thì mình đỡ được công vận chuyển, công người ta bảo quản hộp với lại mình rẻ tiền hơn. Còn khi mà sang túi mà cả hộp như vậy cho em nó thiệt á, cao cả túi 700-800 ngàn luôn á. Nếu mà kèm hộp không hộp thì nó rẻ hơn được 100 mấy 200 mấy, mà về nó bị vỡ hộp này mọi người thấy không? Nó vỡ hộp vậy này, đó là lý do vì sao mà dâu túi order của hãng là dâu thường là dâu không lấy hộp nha mọi người. Coi nè, túi lụa của hãng đây, ok chưa? Mạc của nó là mạc may này, xịn sò chưa nè cả nhà. Coi nè, đây là túi lụa chứ không phải túi ni lông, túi giấy nha, túi vải lụa dùm dâu, ok chưa? Hàng nội địa dùm dâu. Đây nè, thẻ sổ thẻ đầy đủ trong đây cho mấy chị coi nè nha, giấy tờ thẻ hãng sổ đầy đủ trong đây. Nhưng mà con này nó rất là sang, đó là lý do vì sao mà dâu mua túi dâu không để cầm túi nặng lắm mọi người thấy chưa? Khác nè, ok chưa? Xịn sò nha, nè xịn chưa? Cái con này là full đá không á, con này nè nặng lắm á, con này nè da rất là đẹp và form đẹp nè, cái kiểu của nó cũng đẹp nha. Cái này là dâu dâu gỡ ra mới bỏ hộp được nha, dâu gỡ ra dâu đeo rồi, còn nếu mà bỏ hộp vô là không, làm mình phải gỡ cái này ra nè. Ở cái quai của nó là mình gỡ vậy nè, mình gỡ ra như vậy mới bỏ hộp được nè, đó, gỡ ra một bên như vậy mới bỏ hộp được nè, ok chưa? Con này vô mua đắt này gần cả triệu luôn á, kèm hộp đó, còn nguyên hộp đó, dán lại cái hộp nó bị rách thôi chứ nó không sao hết, ok chưa? Xinh quá trời, nhiều túi quá trời luôn, ok chưa mà chị nè, sang quá trời sang luôn nha mọi người. Nhìn cái màu, nhìn cái form, con này là full này hết nè, nó khác hoàn nè. Ở đây là bằng ngọc nè, nó khác với lại những cái túi mà nó hàng rẻ tiền, ok chưa mọi người? Bọc đồ tùm lum tà la hết, sạch trơn trong đây, nói chung là may đẹp lắm. Đường may xịn sò, siêu xịn sò dùm dâu vô. Cốt kiết hãng tùm lum tà la trong đây nha, dây kéo là bọc da tùm lum hết trơn trong đây luôn nè. Có dây kéo đây nữa nha cả nhà. Mọi người nhìn khóa của nó là mọi người thấy nó xịn cỡ nào rồi. Nè, mọi người nhìn cái khóa nè. Đó, thứ nhất là màu đồng ly của nó, nhìn đáng đồng tiền, nhìn sang. Thứ nhất là cái kiểu khóa của nó mọi người thấy chưa? Rất là xịn sò nha, em để con này cho mấy chị 450. Để một nửa giá luôn á, 450 vô mua con này gần 1 triệu luôn nè, order về gần 1 triệu nha. Trong cái phiên bản của nó thì cái màu này là nó màu nó sang nhất, màu này là màu sang nhất nha, từ cái màu túi cho tới cái màu của cái này nè, đó, cho tới cái màu này nha, nha là sang nhất luôn, cực sang dùm dâu nha. Chị nào lấy cho dâu mẹ tụi ông đi, ông 450 để 450 thôi, full hộp full giấy tờ đầy đủ, sổ thẻ rồi túi lụa đầy đủ hết nha, để 450 chị nào lấy thì comment dùm dâu. Con này có màu đen thế hả dâu? Nhiều màu mà, 5-6 màu luôn mà. Mày coi màu gì? Thì mình đưa 5-6 màu mà đẹp cho lấy. Sunny Lam ơi, là GG450 đúng không? Hay là bộ GG250? GG250 dâu hết rồi nha. Dâu chỉ còn GG450 thôi, comment dùm dâu một cái. Hoặc là ong, hoặc là chốt dâu mà ong nha nè, mọi người thấy không? Form tụi nó đẹp lắm. Nó vỡ hộp thôi, còn không cần móp form tụi nha, mày chị coi nè. Đẹp xỉu luôn á, da rất là đẹp. Nhìn vô là biết mọi người đeo hàng xịn rồi. Ở bên đó nếu như mà mình không canh sale á, không canh hãng sale á, thì là khoảng cỡ con này cũng tầm khoảng hơn 3 triệu rồi. Nè, form chắc chắn xịn sò, rất là sang. GG nào comment lại giùm chị dâu một cái nha. GG450 hay là 250 gái? 250 chị dâu hết rồi, còn 450 thôi. Có màu mà Thùy, quần dâu mặc nè, màu đẹp quá trời. Ủa tao mới, em mới cầm cái bảng màu đâu á chị ha, em bỏ lại rồi đúng không? Mày thấy màu chưa Thùy? Kiếm màu gì? Có màu còn sai, có màu hết sai. Thử ra vừa không tí lục màu cho. Rồi vừa form không? Giờ em tiếp nha mọi người, chấm like lên giùm dâu mày chị ơi. Nha, nghe chị dâu nói không, bé xin đi làm nè, lấy túi loại nào thì comment lại giùm chị dâu nha. Dâu lên tiếp mẫu. Con này chị nào nhận hàng cũng ưng cả. Chị nào mà khó tính cỡ nào ấy,
Nhận hàng cũng bao ưng cái con này nha, da nó rất là đỉnh mấy chị nha, coi nè. Tại vì nó là màu trắng, là màu khác thì em không bắt rồi. Vàng đồng nha mọi người nè, giống như cái dây lưng dâu hai bén á, nó bọc vàng đồng cỡ đó thì mình lên nó sang. Nó sang, chứ còn nếu mà đi vàng mà vàng lợt á, cái tông mà vàng mỹ ký á thì nó sẽ không sịn sò, không sang bằng cái tông vàng đồng được, đúng không? Nha, da rất là mịn luôn, láng sịn sò. Không tì vết luôn mà chị coi nè. Da siêu đẹp giùm dâu nha. Da cực đẹp, cực sịn sò nha mấy chị coi nè. Da mờ á. Đây. Nè. Trời ơi, da đẹp ghê luôn á mấy chị coi nè. Da đẹp lắm luôn. Tụi vô mua xài nên có một cái thôi nha mấy chị nha. Có một số mẫu thì sẽ hai cái, hai hoặc ba cái mua kèm chung với chị gái đồ vậy thôi. Chứ còn đa số vô mua vô xài, một mình vô là lén mua có một mình thôi. Ok chưa? Có quay trong đây nha. Chị nào lấy túi này chốt giùm dâu mã túi này đi. Con này nó cực cực sang. Không nhớ con này mua nhiêu đó. Mấy trăm, con nào mua đắt. Đây nha, chị nào lấy cho dâu mã này là mã trắng đi, túi trắng em để con này cho mọi người 300. Da đẹp lắm nha. Chấp tất cả các loại da trong phân khúc 300 độ về thì chấp tất cả các loại da luôn. Nó mềm lắm. Nè, nó mềm rất rất là mềm luôn, mềm mềm mịn nha. Da trong phân khúc 2-300 độ về thì thật sự cái con này là chấp tất cả luôn á. Da siêu đẹp giùm em nha mấy chị nha. Da siêu đẹp giùm dâu nha, con này là da mờ. Da mờ giùm dâu nha, rất rất là lì luôn. Chị nào lấy túi trắng có mấy mã túi trắng. Có kèm quai lụa và có kèm một cái quai dài phía trong. Túi trắng. Ai thấy dâu chấm like lên giùm em một cái mọi người. Chị nào đang coi like của dâu chấm cho dâu một cái. Chị nào thấy dâu cho dâu xin một chấm nha. Phay nó mất tương tác quá trời mất. Rồi, tiếp nha. Form này em sang có 2-3 con thôi à. Giống như cái form tuổi sọc mà dâu đeo á. Đó, con này này có dâu có xăng màu con beo nữa. LV nha, dâu để 230.000 bao sừng sò. Da cầm nặng tay, form chắc chắn. Có quai trong đây mấy chị nha. Có quai trong đây nè. Một quai, hai quai. Có hai quai ở trong đây nha cả nhà. Nhiều ngăn luôn á, 2-3 ngăn dây kéo luôn. Rồi ngăn thường cũng 3 ngăn rồi. Ngăn thường là 3 ngăn rồi nè mấy chị nè, 4 ngăn luôn nè. Ok chưa? Bé nâu nha, chị nào lấy nâu cho dâu mã nâu đi, để nâu này 230 thôi. Da đẹp nha. Da siêu đẹp, nặng tay nữa. Chị nào lấy nâu chốt mã nâu giùm em. Để nâu 230 thôi. Này mà dâu lấy hộp về hả? Người ta có hộp người ta bán 5-600 cả triệu rồi. Thì dâu không có mua về xài chứ không có nhập về để bán nên là không cần lấy hộp. Đây, nâu nha, chị nào lấy nâu chốt nâu nè. Nâu nâu giùm dâu. Lai lẹ nha, để em lai qua quần áo. Ờ, về rồi. Về rồi, về rồi. Lai nhanh để dâu lai qua quần áo nha. Ơ, còn mấy cái thì chắc là... đỏ. Có quay ở trong đây nha, có quay ở phía trong nữa nha mấy chị. Ăn cơm chưa chị? Ăn rồi mua xuống đây hả? Xuống đây lượng xong đi luôn á Phong. Dạ em gửi rồi chị Evie ơi. Trắng cho Trang Anh túi trắng hỏi giá sao. Túi trắng này dâu để giá 300. Da đẹp lắm, xem hàng thoải mái. Con này dâu để là 300 nha. Da siêu đẹp, mềm mịn, cực mềm cực mịn. Dày dặn nặng tay, form chuẩn nữa. Form đẹp luôn nha, túi new hết, không trầy không sức. Nói chung là không một vết gì cả. Ok chưa? Chị nào lấy thì comment dâu mã túi trắng nha. Túi trắng da rất là đẹp nha, da mềm mềm mịn mượt. Túi trắng giùm dâu nha, có một cái thôi. Túi trắng nha, chị nào lấy túi trắng chị để cho em nha. Ok Trang Anh nè, khách mới lên số điện thoại địa chỉ nha bé. Khách mới lên số điện thoại địa chỉ giùm chị.
Con gái gì vô chưa? Thì ủa mà đi vậy là ai trong cô đi học à? Lên số điện thoại để chị giùm chị dâu nha bé Trang anh ơi. Mấy cái? Mày lấy hả? Mấy cái? Hết hả? Mày lấy mấy cái đây? Màu gì? À đây hả? Thấy qua đây một đống ai biết được. Con nào size L? Đấy, nhưng mà tôi chưa thấy. À hết rồi. Size này vừa không? Đeo đai vô giảm eo đi, đi nhảy mấy bữa nữa là được. Quần form đẹp quá trời luôn, quần dâu đang mặc nè. Form đẹp ghê luôn á mấy chị. Kèm đai luôn 149.000 dễ phủ đô. Lên để chị giùm chị dâu nha bé. Thành Hương lấy cho chị nha. À ok ok. Ok ok nha. Thành Hương. Chị này là chị Trang Anh biết chưa? Hả? Chắc biết, mi biết làm sao tao biết được. Kêu Thành Hương lấy cho chị này, ok chị. Chị like từ sách đúng rồi bé Phương Phan. Hả? À trên đỏ sang hả? Rồi mã đỏ nha, sang không cả nhà. Em đúng hai con đỏ luôn á. Không bắt nhiều mà vô. Hình như còn một con màu đỏ nữa là hết rồi. Mà để cho Sài Gòn, mang lên Sài Gòn luôn rồi. Ở đây chỉ có con này thôi, hết đỏ. Hồi nãy bắt một con màu đỏ mẫu kia, bây giờ có một con đỏ mẫu này nè. Vậy là tối được mặc đồ đẹp đi chơi phải không? Chị nào lấy đỏ chốt đỏ nha. Em để con này cho mấy chị 200 để nhiêu được trời, 230.000 thôi. 230.000 tuổi này size 22. Size 2 để 230.000 nha. Nè đó, em xài tụi em thích những cái màu vàng đồng như vậy lắm. 220.000 nha, chị nào lấy tụi đỏ chốt tụi đỏ giùm dâu. Con đỏ này là con cuối cùng, em không còn một con đỏ nào cả. Dâu không còn một con đỏ nào cả. Chị nào lấy tụi đỏ chốt mã tụi đỏ giùm dâu nha. 230.000. Để tụi đỏ 230 nha, chị nào lấy đỏ chốt đỏ. Dạ ok chị Loan Phan nha. Ok. Rồi đỏ nha, em để đỏ này 250, chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ giùm dâu nè. Một con đỏ chị mặc quần đẹp á chị. Trời ơi quần đó em bán chạy lắm. Quần em đang mặc cũng đẹp nè. Quần em đang mặc màu xanh hoặc màu nâu lên đẹp lắm. Màu hồng hả? Có kìa. Mà tao sợ mày không vừa. Không phải đây là chân váy. Màu khác thôi, mày thử coi vừa không chứ tao sợ không vừa đó. Đây. Cái quần kia này mày mặc hơi tức là sợ quần này. Chị mặc size S hay size M? S. Đẹp lắm, quần đẹp lắm. Ở ngoài bán quần này em thấy nó bán 200 mấy luôn, em bán có 150. Quần đẹp quá trời đẹp. Rồi giao tiếp nha. Tiếp mẫu mấy chị ơi. Dâu ít khi xài màu nổi lắm. Nổi nhất là màu đỏ thôi. Mọi người không thấy em xài màu nổi nữa đâu. Xài những tông màu pastel nhã nhặn vậy là có 1 cái thôi mấy chị nha. Chị nào em gần hết rồi, còn khoảng 5-6 cái nữa là hết rồi. Mà nhiều khi em lái này xong em không lái túi nữa. Cái này ra mới bấm được. Mất kẹt cái gì rồi. Kệ nó đi. Ủa bữa mở được mà sao bữa nay mở không được ta. Rồi. Hello bé Hằng Thúy. Có túi nào cam nhạt không? Cho coi lại cái nâu sau đi chị. Thùy Anh Ngô nè. Không, cam nhạt dâu không có, có vàng à. Đây con này để 230 nha. Con này để 230 thôi, đẹp lắm.
Nhưng còn mấy cái nha mọi người, chịu khó coi một xíu đi, em lên quần áo. Đây nha Thúy Anh Ngô. Đó. Đẹp không? Quần nó có nhiều màu mà chị. À còn 3 màu à, em hết 2 màu rồi. Giờ còn trắng, đen, xanh thôi. Xanh size của mày hả? Sợ hết luôn á Thùy ơi. Giờ chỉ còn trắng với đen thôi à. Ở trong đây mà không còn hết rồi đó, giờ chỉ còn trắng đen thôi. Quần quần nó bán chạy á, không mấy hôm bán ở Sài Gòn bán hết rồi. Hết rồi đó. Ở trong đây không có đúng không? Lục ở trong đây không có đúng không Thùy? Ở trong thùng kia coi còn nó không còn là chỉ còn trắng đen thôi, quần giả váy đó mặc đẹp lắm. Màu xanh thì đợi bữa sau đi. Màu xanh đợi khoảng 2 ngày nữa có. Lấy màu gì? Mặc liền thì lấy màu đen. Màu đen, màu trắng. Màu trắng đẹp quá trời, chị mặc màu trắng đẹp ghê luôn á nè. Mấy chị này đang mặc cái quần này nè cả nhà. Quần giả váy với quần đùi này, quần đùi thì quần mẫu như dâu đang mặc. Quần giả váy là như vậy nè. Em này em bán siêu rẻ luôn á. Mấy chị nhận hàng ưng lắm, form đẹp, chất đẹp nha. Bán có 149 ngàn. Mấy con hot girl rồi đang bán tới hơn 200 hoặc là 178 lận. Đây là quần giả váy nha, chất nó cực đỉnh, đẹp hơn jean. Form đẹp nè, hai chị đang thử đây nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Không hở đùi đâu, cái này là nó may vải cho mình rồi nè. Đây nè đó, nó kiểu thôi, tạo kiểu thôi chứ nó không hở nha. Dâu còn màu trắng, màu đen thôi à, hết màu. Còn trắng còn đen thôi nha cả nhà. Còn trắng còn đen, dâu để con này 149 ngàn. Trắng đen nha, trắng với đen nha, size tầm 53-54 cân đổ về SM. Có S có M nha. Chị nào cao thì 55-56 cân vừa. Còn không thì khoảng 53-54 cân. Quần form đẹp lắm nha, chất xịn sò luôn, lên kiểu đẹp nè. Chị nào lấy thì comment nha. Đây là quần giả váy. Còn mẫu như dâu là quần đùi. Quần đùi kèm đai, mẫu như dâu đang mặc đó, là quần đùi kèm đai. Có nâu, có đen, có trắng, có hồng, có xanh. Nâu, đen, trắng, hồng, xanh nha. Mẫu này là quần đùi kèm đai, kèm túi nè. Form đẹp nha mấy chị ơi. Dâu đang mặc đây nha mấy chị, con này lưng cao nè, nâu đen xanh hồng trắng, con này là đang đủ 5 màu nhưng mà một số màu thì không còn đủ size. Ai muốn coi mẫu nào thì nói dâu cho coi nha. Túi nâu phía sau đây này bé Thùy Anh Ngô ơi. Đây này dâu để con này nó da hết mà cầm túi nặng nha, chắc chắn. Form này đeo dễ đeo nè, dâu thích đeo form này nè, form này nè. Rồi dâu để con này là 230 nha, nặng tay, trong đây còn quai nữa, trong đây còn một quai nữa. Da đẹp lắm luôn á, cầm ưng lắm nha, da đẹp, nặng tay, chắc chắn, form dùm dâu. Ok chưa, không cận, không móc, nói chung là form đẹp. Cố định form như vậy cho mình đeo hoài luôn, đeo hoài form nó cũng cố định như vậy. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã nâu nha. Nâu nâu nâu, có con sữa nè, màu sữa nè. Da đẹp xỉu luôn. Chị nào lấy thì comment ha, áo thun tú ly, áo thun chờ. Áo thun nào vậy Tú Ly, áo thun dâu mặc hay sao? Áo thun này, áo thun Quảng Châu dâu có một con cối vải đẹp lắm, bán con này 59 ngàn á. Hàng này mọi người ra ngoài mua 150, 160 rồi, hàng thêu nha. Hàng thêu nha, áo Quảng Châu cao cấp, vải rất là đẹp cho dâu luôn, mát rượi, dâu còn đúng một con cuối cùng sale 59 ngàn. Áo thun dâu đang mặc còn nguyên tem nha. Dâu về rồi qua lại đồ nha bé Tú Ly, còn không thì để dâu ship cho cũng được. Chiều đi, nếu mà ship thì chiều dâu ship cho. Đây nè, con này mọi người đeo được mấy kiểu quai luôn á. Dạng quai này là mọi người đeo được mấy kiểu. Ok chưa? Da đẹp nè mấy anh chim ơi. Rồi để cho mấy chị tuổi này nha, 220 ngàn. 220 nha, 220 ngàn một con. Size 20. Dâu hay đeo tuổi size 20. Nó để thoải mái chứ để 18 thì nó hơi khích cái điện thoại. Cứ để size 20 còn để thêm được son. Tại vì ra ngoài là đâu có thiếu son với loại nước hoa chiết á, mang theo á. Tuổi 20 mà được cái tuổi 18 thì nó hơi kích. Rồi con này đẹp lắm, mày chị coi nè. Sang nha, đi chơi, đi tiệc, đồ ok luôn. Thấy chưa? Siêu sang luôn, cho dâu con này là mã sữa nha, 220 ngàn. Sữa 220. Để hồi qua ok. Sữa 220 nha, chị nào lấy sữa chốt cho dâu mã sữa. Đây, túi sữa đây. Túi sữa nha, 220 ngàn. Chị nào lấy túi sữa chốt mã túi sữa. Màu trắng sữa. Màu trắng sữa nha, chị nào lấy thì comment. Em like vài con nữa là em ngưng túi, em lên quần áo cho mấy chị nha. Ai cần lên hàng Quảng Châu Nghiêm hay là hàng Quảng Châu sale thì nói dâu. Hàng nào dâu cũng có sẵn. Lên hàng sale đi nha, 20-30 ngàn mà siêu đẹp. Áo hãng nhiều con tới 200-300 ngàn, bấm giá trên mạc luôn, dâu cũng bán có 20-30 ngàn à. Còn khoảng hơn 100 cái dâu sale luôn. Rồi, con này nè, mọi người thấy da là thấy nó cực đỉnh rồi đúng không? Nhìn da là thấy nó xịn cỡ nào rồi đúng không mấy chị em mình? Nhìn da là thấy nó rất rất là xịn rồi đúng không?
hết sạch một con. Chị lấy đi bán rẻ cho. Vải đẹp luôn nè. Mọi người coi cái quai nó đẹp không? Trời ơi, muốn để lại mang nữa rồi. Không muốn bát rồi. Đẹp lắm. Còn một quai trong đây nữa nè. Mọi người thấy chưa? Chị nào lấy túi nâu chút, túi nâu em để 250, da đẹp xỉu. Con này mua hơn 500 luôn đó. Không có rẻ đâu, da đẹp, da xịn nè. Đây cả nhà. Ok chưa? Nâu nha, chị nào lấy nâu chốt mã nâu giùm em. Túi này đẹp này bà Thủy. Nè. Nâu nha, chị nào lấy túi nâu chốt túi nâu giúp dâu nha cả nhà. Cái quai này đẹp không? Nâu nha, chị nào lấy túi nâu comment mã túi nâu giúp dâu. Để túi nâu 250. Hai quai luôn. Da này mấy chị mang chừng nào cho nó hư? Chỉ có phá thôi, chỉ còn mang bình thường liền thoải mái không hư, da này nó rất là bền. Nha, da siêu bền luôn, chị nào lấy comment cho dâu mã nâu. Túi nâu 250 giùm em nha. Nâu 250. Rồi lai lẹ túi đi, em còn 2-3 con em lai lẹ. Dâu lai lẹ để dâu qua mẫu khác. Dâu lai áo. Rồi túi vàng. Ủa túi vàng này nãy chưa biết lột. Nè, chị ơi, con này sang lắm nha. Da này nè, đừng có so sánh da sần ở ngoài. Bản da sần ở ngoài nó chỉ là da Quảng Châu loại 2, loại 3 hoặc là hàng Việt Nam lên thôi. Còn da sần của dâu, da sần của dâu là da Togo. Nó mềm lắm, nó nặng tay, nó dày mà nó rất là mềm. Siêu mềm luôn. Mềm hơn cả mọi người sờ vô áo thun nha, chứ không hề có độ khô độ cứng nha. Da của dâu là da sần Togo. Ok chưa? Nè. Xịn sò chưa? Để túi 250 mà chị nhận hàng ưng lắm luôn, da rất là đẹp. Da rất là đẹp giùm em nha. Đó. Quai trong đây nè, bạn hai quai hết. Bạn hai quai giùm dâu nha, quai nào cũng đẹp. Bạn hai quai, quai nào cũng đẹp cho mấy chị coi nè. Em khui cho mấy chị thấy nó xịn sao. Bạn hai quai thì quai nào nó cũng đẹp, cũng xịn sò. Ok chưa cả nhà, một quai đây. Đây là một quai nha. Quai đeo chéo nè. Đó. Rồi, quai thêm một quai nữa. Xịn chưa? Chị thấy cái quai xịn sò chưa? 250 quá rẻ luôn. Chị nào lấy cho dâu mã này là mã kem nha. Kem 250 giùm em đi. Chị coi dây nào mạnh hơn thì dâu đeo dây đó. Nó như nhau à. Da Togo hãng nha mấy chị nha. Khác xa với da Quảng Châu hoặc là da túi mọi người mua hàng Quảng Châu thường hoặc là hàng xưởng lên. Hàng kia thì nó cứng lắm, nó khô, còn con này sờ vô rất là mềm. Đây là da Togo giùm dâu nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, có hai bản quay. Yeah. Những cái đường này mọi người, nó đâu có, em chỉ cho mấy chị nha, đó nó không có viền keo mà nó viền da luôn. Nên là mọi người xài những cái túi như vậy thì không có tình trạng là nó sẽ bị bung keo. Mình xài một thời gian nha, túi hiệu cũng vậy á. Xài một thời gian là mình mà xài ẩu là nó sẽ bung mấy cái viền keo, nó nham nhở đúng không? Nha, còn những con hãng như vậy là nó bọc luôn rồi. Nha, nó bọc da luôn những cái đường này. Nó bọc da luôn, không lộ đường chỉ, nó bọc da luôn cho mình. Và không có keo luôn, nên là mình xài không sợ nó bị bung hay gì hết nha mấy chị nha. Ok chưa? Ok chưa? Da mềm lắm. Chị nào lấy cho dâu mã này là mã kem. Màu sữa sữa. Chị nào lấy comment cho dâu một cái. Để 250. Rồi em ngưng nha. Ngưng túi mấy chị ơi. Ngưng túi nha. Đây này cái này em để chỉnh ngàn nè. Chị nào mới vô chưa thấy nè. Em có hai cái nha, tại vì dâu đeo cho hai mẹ con đeo á. Đó. Có quai trong đây nha, chắc chắn xịn sò luôn á. Form đẹp luôn, không có để cái gì trong đó mà mọi người thấy form cứng cáp nè. Form chắc chắn nha, không cứng móc không gì hết. Ok chưa? Ok chưa, dâu mã chỉnh nha, da xịn sò với lại túi này. Túi này là form công sở em có cái thôi. Con này đi ra ngoài mua tầm 500-600 ngàn là rẻ. Da xịn cực xịn sò mà chị coi này, da hãng nè. Đường kim mũi chỉ may đẹp nha. Rồi con này dâu là màu rút đi, để con này 230. Rút nha, rút 230. Rồi dâu lên quần áo nha. Túi tạm thời ngưng đi. Con này nè mọi người thấy không?
Đây chắc là không bán. Xinh quá. Đó, nha mọi người coi, mua túi mà chị mua ở ngoài thường nó không có những cái này đâu. Ở trong hãng ở nó mới có, nó mới làm cái đó. Quay trong đây nè. Đây. Một quay bản bự nè. Kèm một quay bản nhỏ. Nha mẹ chị nha. Tem mạc ở trong đây, cốt kiết ở trong đây hết nè. Logo đồ may tùm lum trong đây hết nè. Da đẹp lắm. Da Togo hãng siêu đẹp. 280 nha, chị vô mã 280. 99 ok. Ủa mày không thấy tao à? Không thấy luôn. Ví không thấy luôn không? Trời ơi là trời, giờ mới đọc comment. Hôm qua vừa gặp nay đổi view nhanh vậy. Có cái nào nhỏ nhỏ màu trắng không chị? Nhỏ màu trắng vô có cái này thôi. Nhỏ nhất không phải là cái đó, tuổi to. Nhỏ nhất là cái này. Nhỏ nhất là cái này rồi gái. Nhỏ nhất là size 20 rồi, không còn nhỏ hơn. Nhỏ nhất là cái tuổi này rồi, size 20. Đây, đâu cái này của cắt này. Size 20. Nhỏ nhất rồi đó. Chặn cho chị cái chặn nhỏ ý. Ok chị nha, cái chặn nhỏ này là 220 ngàn. Sang, da đẹp luôn. Ok chị nè. 99 ngàn cho bạn cái, rồi mình đeo cái luôn, mang cặp luôn cho vui ha. Sao vậy Thùy? Hả? Không, chưa đâu, giờ chưa like hàng đó đâu. Mua cho con gái mà con gái nó không chịu đeo. Không chịu đeo, mẹ bán luôn. Hai cái hai mẹ con mang cặp, nó không chịu đeo, nó thích màu đen à. Mà màu đen, cái hoa văn này màu đen lên nhìn nó già lắm, nhìn nó không đẹp nên là mới lấy màu nâu vậy, nó không chịu. Trời ơi đẹp lắm luôn á, mẹ chị ơi, còn cái chị nào lấy thì comment đi vô nha, để 99 ngàn thôi. Cái trắng nhỏ 230 đúng không? 220 đúng không? Không hết rồi. Em đâu có cái trắng nào nhỏ đâu chị. Cái trắng nhỏ nào? Cái loại này hả? Cho em mua thà chứ đâu có phải bán đâu mà có sẵn màu, không có nha. Cái nhỏ này đúng không? Cái nhỏ này chỉ có một màu này thôi à. Em để 99 ngàn hàng Quảng Châu. Có người mẫu xịn mà không tận dụng. Ừ. Ok bé nhai. Thủy nó kêu có người mẫu xịn mà không tận dụng. Cắt rồi. Hả? Đây, đẹp mà sang nữa. Dễ mang. Đây. Nha con này em để 220 ngàn, da đẹp hả? Da đẹp lắm mày chị ơi, sang nữa nè. Thấy không? Da đẹp mà màu nó là không phải màu trắng mà nó là màu sữa, nó đẹp, nó sập. Chị lấy cái nào? Chị lấy cái nào rồi? Không, chị lấy màu nâu rồi. À, màu A, cái nâu cầm tay hả? Thấy rồi, nhớ cái nâu cầm tay rồi, da Togo. Nha, sữa nha, để 220 ngàn con này thôi. Mày chị nha. Có một cái à? Hai cái lần 99 tao có hai cái. Thôi cái đó cũng được. Dạ ok chị nha. Đẹp mà. Ê còn màu nâu này đẹp nè Hương. Hợp với mày nè Hương. Trời ơi má, nó mới nhận 6 cái túi hôm qua. Hôm nay nó còn vô, nó còn coi like nữa. Muốn cho bằng chị bằng em hay gì vậy? Hường ơi, Hường à. Trời ơi, con này cầm lên là thấy đáng đồng tiền rồi. Ở bên đó bán 3-4 triệu con này á. Xịn ông kèm hộp luôn, giấy tờ, sổ thẻ đầy đủ. Túi lụa luôn mấy chị coi nè. Túi lụa nha, sổ thẻ đầy đủ. Ok chưa? Đó, mọi người coi nè. Đây. Cái này là nó full ngọc luôn. Kim loại luôn, nặng tay xịn sò. Vô mua được order con này hơn gần 1 triệu á. Canh thí mẹ luôn á, chắc phải gần 2 tháng trời mới về tới Việt Nam. Của hãng, bên hãng người ta gửi á. Xịn xò luôn á, mấy chị ơi, có quai to. Có quai to nha. Có quai to em để con này cho mọi người 4-50. Để chưa được một nửa giá. Để một nửa giá. Xịn xò luôn, nó xịn từ cái màu nha. Và là cái quai này xịn nè, mọi người coi nè. Vô mà ong nha, gờ ong đi. Thấy không, thấy cái quai xịn xò chưa?
Sịn sịn nha, vô còn mấy cái còn lâu mọi người mà thấy em bắt túi. Bữa nay dọn trong nhà hết rồi, không còn cái thùng nào. Dọn soạn đồ hết trơn rồi, không còn thùng nào hết. Ok chưa? Xịn lắm nè, mọi người thấy không? Siêu sang. Màu của nó là màu xịn sò nhất, sang nhất của cái dòng GG này. Đây nữa nè, cái màu này nữa nè. Cái màu white nữa. Chị nào lấy thì comment cho dâu GG. GG giùm em nha. Cái gì rờ rờ ụm là sao? Là lụm hả? Sao má nhắn comment cái gì mà hả? Đây. Đây mọi người coi nè. Rồi em lên con này thôi, không lên tuổi nữa đâu mẹ chị ơi. Ok chưa? Hết rồi, hết tuổi rồi. Còn con này nữa thôi. Nha. Xịn chưa? Phong tuổi đẹp, da đẹp. Có một quai ở phía trong, kèm thêm một cái quai ở ngoài. Chú ơi, cái quai ở ngoài nó tưng lắm. Nên mà chị thấy không? Cái quai ở ngoài nó rất là tưng. Để vô lên áo đi. Chị nào không áo lộn xộn hàng Quảng Châu, hàng nội địa Hồng Kông, nội địa Trung, với lại áo hãng, áo thiết kế á. Nha, em lẻ size, hàng đẹp luôn á. Công sở rồi mặc ở nhà, mặc đi chơi, rồi mặc tặng đồ đó. Em bán có 20-30 ngàn thôi, chờ em nha. Em còn hơn 100 cái mà em chưa khui. Em lên em sell cho mấy chị luôn. Không có thời gian like, em lên em bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Em like em... Không thấy tao à, làm sao? Điện thoại gì comment em thấy là có nghĩa là mày lấy đúng không? Có nghĩa là mày lấy cái con đó đúng không? Cái con ong này đúng không? Má ơi, cái túi nó đỉnh gì đâu mà nó đỉnh. Túi xịn ghê luôn, má biết vậy bán cho nó 550 bằng cái túi kia đi, bán 450 rẻ quá. Hôm bữa bạn bắt cái túi cho 550 còn 2-3 đứa dành nhau lấy mà. Bắt cái túi này 450 rẻ ghê luôn á. Hà bá. Đây nha cả nhà, đây mẹ chị ơi. Trời ơi. Đáng yêu không? Xinh lắm mẹ chị ơi, da đẹp lắm. Nha, em để con này cho mẹ chị có 230 ngàn thôi. Da rất là đẹp nha, bao cho mọi người nặng tay và phong là chắc chắn. Trời ơi, em nói lấy dao lấy kéo cắt nó mới hư. Chứ còn không trầy xước và da tay, móng tay của mình cào thoải mái. Nha, xịn sò luôn. Da nó đẹp nè, nó nặng tay lắm. Chứ không giống như da hàng Quảng Châu thường hoặc hàng xưởng lên. Da rất là nặng, cho dâu con này là mã nâu nha. Mã nâu giúp em nha mấy chị ơi. Đây, có một kèm thêm một cái quai. Quai này mình cột kiểu gì thì cột. Đấy nè, cột kiểu gì thì cột giùm dâu nha. Hoặc là mọi người sắt thôi, cột qua để mình sắt cái quai lụa thôi. Nó tổng cộng là nó có 3 quai cho mình. Tổng cộng là có 3 quai để 230 ngàn. Dâu con này là mã nâu. Nâu. Rồi. Dâu là ưng con này. Nó không có màu khác để cho mình được mình lấy. Nè, túi xịn lắm mấy chị. Còn mấy cái kích cỡ kiểu đó đó. Cái này chị cắm sao mà dâu nhỉ? Chị thích màu này à? Ờ, chị lấy cái này. Da Togo. Chị lấy ra đó, không có gì. Chị có cái gì trong đây không? Không. Không có gì trong đây à? À. Vậy là em để đâu ta? Đây nè. À, mắc vào đó. Ở đây chị. Rồi biết rồi. Trời. À. Rồi hiểu rồi. Đây lên like đi. Nha, cái đây mình bóc bóc vô xong chấm này vô thôi. Trời ơi, sang không? Màu sang da Togo hãng. Rồi, em lên quần áo các thứ cho mọi người nha. Chị dâu xin một chấm đi mà chị ơi, lên quần áo nha. Quần áo đó, cái lô Hồng Kông, rồi lô nội địa Trung, và lại lô thiết kế lộn xộn nè. Em bốc mấy ngàn hàng em like. Em like giờ còn khoảng cỡ hơn 100 cái thôi à. 100-200 cái đổ về thôi. Nha. Mà like có những con like nhưng mà đang còn màu, và có những con là dâu chưa khui tới. Dâu để chung, dâu sale cho mọi người 20-30 ngàn nha. Chị dâu xin một chấm đi. Nợ cũ chưa hết thì tới nợ mới. Chắc tao lúc mày thật quá.
Cái đó là được nợ. Cái nớ là được nợ. Rồi cho dâu xin một chồng đi, dâu lên lộn xộn mấy chị ơi. Hello chị Thiết. Trời ơi, nhà bừa bộn quá. Nhìn đâu cũng quần quần áo áo. Em lên lộn xộn nha, xe cho mấy chị nè. Áo dâu đang mặc là 59 ngàn áo thun nha. À mà hỏi tao áo form rộng đúng không Hương? Áo form rộng mẫu này được không Hương? Còn con cái à, sale rẻ luôn nè. Hả? Ai mặc chị? Hàng to. Hả? Em đang hàng to. Đây nha, hàng xịn sò luôn. Em có một cái để rẻ cho mấy chị luôn. Con này nha, 69 ngàn có đúng một cái à. Để rẻ 69 ngàn, vải đẹp luôn. Dấu quần nha, dâu là mặc thành đầm luôn. Con này là bao dấu quần mấy chị nha, có đúng một con. Hết rồi, hết sạch rồi, còn đúng một con thôi. Để rẻ cho mấy chị 69 ngàn nha. Hàng nội địa Trung nè, áo nó bán đã 200 mấy cái rồi. Có một cái thôi, chị nào lấy cho dâu mã trắng nha. Để con này 69 ngàn. Một cái nha, áo dâu mặc thì 59 ngàn thôi. Áo vô mặt là áo thêu nha, áo vô mặt là áo thêu Quảng Châu thêu nha cả nhà, hàng thêu nè. Form rộng vừa thôi chứ nó không có rộng quá. Áo vô mặt để 59 ngàn nha, xem 59 ngàn. Mấy hàng này mọi người ra ngoài mua đã trăm mấy rồi, 150, 160 rồi. Vô sale 59 ngàn. Chị nào lấy áo vô mặt thì chốt nha. Rộng mà sexy á bạn mình, rộng mà sexy thì thua rồi. Không có, không có. Rộng mà sexy cái mẫu ren Hồng Kông đó thôi. Ren Hồng Kông giờ em còn có hai cái màu trắng với một cái màu đen à. Chị nào thấy cái siêu phẩm Hồng Kông của dâu chưa, ren. Ren rộng Hồng Kông. Mà chị chốt nhiều, em giờ em còn có một cái đen với hai cái trắng là hết. Giá rẻ luôn á, nhận hàng ai cũng ưng. Cái áo đó nhận hàng chị nào cũng ưng. Để em lên lộn xộn đi. Con này không biết chốt cho ai mà dâu bị sót này, dâu quên nè. Bệt ba nha, cho em nói thiệt á. Em bán 39 ngàn, mấy chị nhận hàng, mấy chị bao ưng. Form đẹp, chất siêu đẹp dùm dâu nha. Đó, sale luôn 39 ngàn. Ok chưa, co giãn thoải mái free size. Cam đoan là da đẹp lắm. Ủa, vải đẹp lắm, nãy giờ đang like tuổi cứ da da hoài. Vải đẹp lắm luôn mấy chị nha. Vải đẹp, y hàng Quảng Châu mà. Y như hàng mấy chị mua trăm mấy vậy đó. Ok chưa, em có một cái sale luôn 39 ngàn. Free size dùm dâu tay bồng nhẹ. Màu cam đào nha, màu cam đào đây nè. Co giãn thoải mái, vải đẹp luôn á, để 39 ngàn. Chị nào lấy cam chốt cam nha. Ai nhận hàng cũng ưng á, hôm bữa có 3-4 màu. Này là chốt cho ai rồi mà vô không nhớ nè. Em chốt rồi mà em không nhớ. Chị lấy hả, đẹp lắm, vải đẹp quá trời. Vũ Thu Hà, bộ bé trai sau lưng màu đỏ size nhỉ là 100, size dâu đang sale size nhỉ là 100, size đại là 101, size cổ là 102. Hàng đẹp nha, có màu nữa. Giờ chỗ để túi rồi. Mấy con này là áo tơ hãng nha mọi người nha, tơ hãng nó mềm lắm, nó mềm nhẹ nhàng mềm nè mọi người coi nè, của hàng MK á. Mọi người vô Google mọi người search thương hiệu MK, vô Google mọi người search thương hiệu MK là chuyên đồ công sở, chuyên đồ công sở tiệc á. Áo bán không dưới 200 ngàn nha, áo toàn 300-400 ngàn thôi, tơ hãng cao cấp nha. Ok chưa cả nhà, đó mỏng nhẹ nhàng, mình mặc thì mặc với áo ngực màu da hoặc là mặc phối thêm một áo dây nhẹ nhẹ vô phía trong là được. Em tặng con này cho mấy chị nè, phía sau là có dây buộc eo nha, mặc đi chơi rồi vòng vòng nè. Tặng con này cho cả nhà mình nha, 25 ngàn. Bao đẹp tơ nha, yên tâm là không nhăn, không nhăn không xù, giặt thoải mái, tơ cao cấp, nó không phải von đâu mấy chị ơi nha, nó không phải von, nó là tơ nha, von là khác nữa. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, phía sau có dây cột nè. Ai lấy hoa chốt hoa, mặc ở nhà rồi mặc đi vòng vòng đi chơi được hết. Hàng của thương hiệu MK nha. Hàng thứ về MK đây nè mấy chị coi nè. MK nè. Đó MK trên đây nè. Đây. Nha có web này, có mã vạch trên đây hết. Yên tâm. Hàng của thương hiệu MK nha. Rồi để hoa 25 ngàn. Chị nào lấy hoa chốt mã hoa giùm em. Hoa cho Võ Hân. Hàng như vậy nhiều lắm, chờ em khui cho. Áo chuông hả em? Không, áo kiểu, áo kiểu. Kiểu trong đây nhiều lắm mọi người, chờ em xui cho.
Có một con dây trắng nè. Vải đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Trời ơi, vải đẹp lắm luôn á mấy chị ơi, yên tâm nha, áo dây trắng nè. Con này chị nào size S thôi. Còn hoặc là chị nào có con gái mua cho con gái mặc cưng luôn. Nha, vải đẹp nè. Chị nào lấy dây chốt mã dây trắng giùm em nha. Ok chưa? Tặng con này cho mấy chị nha, 29.000. Yên tâm là vải đẹp, đường may em cho mọi người coi kỹ đường may nha, vô nó là trong đây nó còn lẻ khoảng cỡ vài trăm cái, vô sale rẻ. Share livestream lên giùm em cái mấy chị nha. Phây đang mất tương tác nè. Đường may mũ chị rất là đẹp, rất là xịn sò cho dâu nha, cho dâu mã trắng dây 29.000. Vải đẹp nha, yên tâm là vải đẹp xịn sò, không có lỗi lầm gì hết. Không lỗi lầm gì hết nha, màu trắng thì nó hơi bụi bụi thôi, về giặt sạch phát là được à. Nè. Dây nha, trời ơi vải đẹp ghê luôn mấy chị. 29.000, chị nào lấy dây trắng chốt mã dây trắng giùm em. Hoa vô hết rồi, dây trắng nha, size S này, con này mà size lớn á chắc mấy chị dành nhau. Vải đẹp luôn á, mấy chị coi nè. Dây nha, dây trắng. Để đây cho vô. Dây trắng nha, chị nào lấy dây trắng chốt mã dây trắng. Dây trắng. Rồi con này cho dâu là mã sọc. Nè, để 29.000, áo không có lỗi lầm gì hết nha mấy chị ơi. Mặc thả mặc đóng thùng đều được nè. Hoa nha, để 29.000, chị nào lấy hoa nó là vải. Vải này gọi là vải gì ta? Vải gì mát mát rồi mấy chị hay mua áo công sở ta? Đuổi hả? Sọc nha, chị nào lấy sọc chốt mã sọc giùm dâu 29.000. Form này tầm 50-60 cân đổ về vừa. 60 cân đổ về vừa nha, free size, đóng mặc thả hay đóng thùng đều được nè. Comment cho dâu mã sọc nha. Gu công sở, gu đi chơi á cả nhà. Dây trắng kim thi lên số điện thoại địa chỉ. Áo đẹp nha, để 29.000 thôi, kim thi lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu. Cái dâu mã sọc nha, vải đẹp cho dâu mặc ở nhà rồi mặc đi chơi, đi công sở đều được. 29.000 cho dâu mã sọc nè. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Áo hoa nhiều mà. Cho dâu lên áo hoa cho nè. Tơ không à, không phải von. Tơ nha. Đây mấy chị. Ok chưa, cổ buộc nơ nè. Mặc đóng thùng mặc thả đều được nè. Đó. Nha, mặc đóng thùng mặc thả đều được, đi công sở rồi nè mấy chim nè. Tặng luôn con tơ 29.000 vô mã vàng đi, hoa vàng. Hoa vàng 29.000 nha, chị nào lấy thì comment nè. Đó, phổ đồ lên không ai nghĩ áo 29.000, thấy chưa mấy chị thấy chưa? Đi chơi rồi đi làm được nha, phổ quần tây chân váy. Tùy mấy chị đi đâu thì phối, 60 cân quay đầu vừa. Tơ nha, 60 cân quay đầu vừa, nói chung là ba mấy 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về mấy chị mặc vừa rồi. Đóng thùng đồ. Cho dâu mã tơ, ủa hoa vàng nha. Số 12 hoặc số 13. Thì coi cho dâu coi cái bộ màu đỏ này còn số 12, 13 không thì... Màu đỏ mẫu này nè. Còn 14 là 12, 13 hết rồi. 12 còn màu xanh được không? Đó là mẫu khác rồi. 12 hoặc 13, dâu còn mấy mẫu lận. Mẫu y như vậy, màu đỏ nó có sọc ngay tay nè. Không phải, vàng có còn không? Mấy mẫu này nó lại bên nè, bộ đỏ đây nè, số mấy? 18 rồi. Coi vàng xuống đi. Dâu có mấy mẫu như vậy á, hoa vàng như bé Vi Huỳnh. Alo. Ai vậy? Nhà đầu tiên đường vô trụ sống. Ừ. Ai gửi chị vậy? Bên phải. Đến. Giao đi, nhà chị cổng màu đen đang mở cửa đây nè. Không biết luôn. Có nha, 60 kg có nhiều mẫu chị ơi. Đây. Con này nó bị rớt một cúc hả? Đây nè, nó bị rớt một cúc rồi. Vậy mọi người đơm cúc. Ồ, thì em còn cúc ở trong kia thì em đơm vô. Đây nha, đang còn cúc mà. Ở trong kia đang có cúc mà, để đơm cúc vô đây là. Đây nha. Đây, con họa tiết này nó sang lắm nè mấy chị nè. 60 cân vừa nè chị Phương Hằng. Mày ao này nó free size mà. Rồi comment đi vô, con này là mã hồng nha.
Mấy cái vải này mặc mát lắm mà không có phải ủi, không cần ủi, giặt thoải mái. Trời ơi, bán rẻ cho mấy chị luôn á. Nha, đi vô mã hồng đi, để 39 ngàn. Hồng 39 ngàn giùm em nha, free size. Free size nha, mấy chị mặc thả, mặc đóng thùng đều được. 60 cân quay đầu em bao vừa. Ok chưa, đi ra ngoài mua mấy áo này cũng hơn 100 ngàn rồi. Tơ nha, không phải von mấy chị nha, nó là tơ. Tơ nha, von khác nữa. Ok chưa, chị nào lấy cho dâu mã con này là hồng nè. Họa tiết đẹp luôn cho dâu mã hồng nha, có một cái thôi. Hồng cho bé Bi Huỳnh. Đó, form áo của nó nè. Mặc thả thì nó tầm nửa mông. Lượn nè. Chiều gặp. Lượn đi rồi chiều gặp. Em ơi. Em ơi. Alo. Alo. Vô hết hồng rồi mấy chị ơi, vô hết sạch hồng rồi. Mở cửa ra đi cho nó thấy mình, vô hết sạch hồng rồi. Bi nha. Đó, cái con này là một là đồ áo bi đẹp này chị Trang ơi. Em để 39 ngàn đẹp lắm. Bi này là mấy chị, nó là tơ á, mấy chị về mặc áo ngực màu da hoặc là mặc thêm một lớp áo dây phía trong. Nè, xịn sò chưa? Bi nha, chị vô mã bi đi, form rộng rãi thoải mái. Ôi áo 39 ngàn xinh chưa mấy chị nè. Phủ thêm một cái áo dây ở phía trong hoặc là mặc áo ngực màu da vô là nè, mặc đi đâu chả được. Bi nha, chị nào lấy bi chốt bi giùm dâu đi, còn cái bi thôi. Em hết hồng rồi chị ơi. Dâu hết hồng rồi. Mấy cái này ở đâu mà nó rớt ra vậy ta? Con bé đó chị nó không biết đường hay sao vậy trời. Alo. Chị đang ngồi ngay cửa này bé. Mày không biết nhà đầu tiên đường vô trụ sóng là nhà nào luôn á hả? Số 14 vô còn một bộ nha. Ủa số 14, à đây này đúng rồi. Số 14 đây gái, số 14 là 110 ngàn. Số 14 là 110 ngàn nha Thu Hà, lên số điện thoại địa chỉ dùm dâu nha, vải đẹp. Ai nhận hàng đồ bé cũng ưng cả. Yên tâm là hàng xịn nha, người ta bán tới 160 lận á. Vô còn lẻ size vô sale nha, 101 này, size nhỉ là 100 ngàn. Size đại này là 101, size cô là 120 ngàn. Xịn xò luôn, có túi nha, phong quần đẹp. Ok chưa? Lấy thì lên số điện thoại địa chỉ dùm chị dâu nha, 110 ngàn, size này là size tầm trên dưới 30 kg á. Ba mấy 40 kg á. Cỡ 35 cân đổ về là mặc thoải mái. Giao gì á bé? Giao gì á em? Ai gửi à? Tên của ai gửi à? Rồi, biết rồi. Cước bao nhiêu em? Thu cước rồi phải không? Tổng thu người nhận là không chị, thu cả tiền chị chuyển khoản à? Không, chị chuyển khoản rồi á, để đó em, để đó để chị nói shop cho. Em coi tiền cước bao nhiêu. Ở đây không có nói là tiền cước, chị tổng thu người nhận là 2.092. Rồi để đó đi, để tí là chị nói chuyện với bên shop rồi nó tự nó chỉnh code rồi. Rồi chị chuyển khoản tiền cước cho em sau. Hiểu ý không? Tí nữa chị like xong chị báo shop. Hiểu ý không? Dạ, đúng rồi. Đi về rồi. Hả? 250 thôi. Ờ. 140 thôi. Ok chị chờ em tí. Thấy chưa? Nhìn này xong đi rồi có chuyển khoản. Rồi. Thế chị thôi. Thủy chị gửi 270 chưa? Hả?
Sao? Chị Thủy gửi 270 chưa? Rồi. Ghi số tài khoản đây để về có chuyện. Bữa nay sẵn tiền ha, sẵn tiền trong tài khoản phải không? Vietcombank. Vietcombank nha gái. Của chị đây hả chị? Ừ. 140 với lại 40 là 180. 180 tính 50 thôi. Là 230. 230 250. Là 480 không? 230 250 là 480 đúng rồi. Kệ nó hả, đi về. Rồi em tiếp nha mọi người ơi. Rồi ra đây. Rồi xong rồi. Giờ like thôi, xong rồi, việc riêng xong rồi mấy chị ơi. Lên địa chỉ giùm chị dâu nha Thu Hà. Lên địa chỉ giúp dâu nha. Ờ ok. Tí nữa chị like xong chị lên mấy bộ bé trai, bộ bé trai dâu có. Bộ bé trai size số 13, 14 đúng không? Dâu còn mấy mẫu như vậy nè em. Mũ ở xe không có đâu. Chiều nha Thùy, chiều có hẹn với dâu nha. Ừ. Mọi người áo kiểu chờ em xíu nha, ai đang đợi áo kiểu chờ em một tí tí. Mẫu như vậy được không em ơi? Rồi nha, chị nào coi áo kiểu chờ ở dâu xíu xíu. Xem tụi chàng treo phía sau chị ok bé Dương Hà. Đây nha, bộ này được không bé? Có màu vàng, màu xanh. Đẹp lắm, 110.000. Vải đẹp lắm luôn nha. Rồi con dâu nó mặc đủ màu, mẫu này là con trai dâu mặc đủ màu luôn. Ok chưa? Có nè, đây là quần của nó. Thoải mái, rộng rãi, vải đẹp nha. Bộ này vô có màu vàng với màu xanh nè. Màu trắng nữa, màu cam nữa, bốn màu luôn á. Xanh, vàng, trắng, cam. Lại bộ xanh này được không? Bộ này là bộ gấu. Đây, quần ở đây. Bộ gấu này vô còn màu xanh đậm với xanh lợt nha. Đây là xanh lợt. Form đẹp nha, quần. Form quần, form áo gì đều đẹp. Bộ gấu này là vô còn màu xanh đậm với lại màu xanh lợt là còn size thôi. Còn nó tới 5 màu nhưng mà mấy màu kia thì dâu bán nó còn có mấy bộ à, nó hết size. Nó hết sạch size rồi. Để trang phía sau. Có nha anh Dương ơi. Quần như dâu đang mang có. Anh Dương là em ở Đam Rông luôn đúng không? Nhưng em sợ em không vừa rồi. 5 6 cân là sợ không vừa. Túi trắng này đúng không bé Dương Hà? Tôi này vô để mọi người nhiêu ta? 208. Để 208 thôi. Hàng xịn nha. Coi nè, nó có nguyên cái tích này. Thường mọi người mua túi nó sẽ không có.
nha, chỉ có tụi trong store ra, trong hãng ở bên đó ra đó, xăng ra thì nó mới có thôi mấy chị nha, còn ở ngoài ít khi có lắm. Có quay nè, có quay cho mình trong đây nè, hình như là nó quay của nó đây nữa nè. Đây, nó có một quay to, một quay to và một quay nhỏ, một quay to và một quay nhỏ cho mình nha. Tuổi xịn đó, nó là da Togo, da Togo nha, nó khác với da sừng mọi người mua ở ngoài. Đây, tuổi form đẹp chắc chắn, nặng tay sang nữa, vô để có 280 à, siêu sang luôn, có da tép cho mình luôn nè mọi người coi nè. Đây nha, còn miếng da tép cho mình luôn, thẻ của hãng đang mạc của hãng đây. Da Togo nha, nó dày, nó mềm, nó mịn, nó mượt. Ok chưa, nó không khô, không cứng. Thường mọi người mua da sừng ở ngoài nó sẽ khô, còn con này nó là da Togo hãng nên là nó mềm, dày, nặng tay, cầm túi nặng tay lắm mấy chị ơi. Em để con này 280 nha, 280, chị nào lấy túi trắng chốt mã túi trắng dùm dâu để 280. Ok, bộ xanh 101 nè. Bộ xanh gấu đúng không bé Thu Hà? Xanh gấu đúng không bé yêu ơi? Xanh gấu đúng không bé Vũ Thu Hà? Con này sang quá trời sang, dâu cũng không còn nhiều túi. Dâu lên đây cho mấy chị dễ nhìn. Rồi, dâu tiếp nha. Xanh viền cổ đen, ok gái. Bộ xanh viền cổ đen, biết bộ đó còn sai gì ta. Ok gái nha, để tí nữa dâu chốt cho, để em like đồ người lớn xíu nha mấy chị ơi. Rồi dâu tiếp nha, nãy giờ hơi lu bu. Rồi áo lẻ mẫu lộn xộn sai em xeo rẻ nè. Con này là áo thun á, vải thun nè. Chị nào lấy cho dâu mã thun đi, cho dâu mã tặng đi ha, tặng cho mấy chị luôn áo mới á, con cái hay tặng chơi, mặc chơi cho vui. Chị nào lấy cho dâu mã hoa nha, tặng đi, cho dâu mã tặng đi cả nhà. Chị nào lấy cho dâu mã tặng nha, dầm like lên dùm dâu mấy anh chị ơi, tặng xã siêu rẻ luôn. Ok gái, tặng đồ xã đồ quá trời trong đây nha, cho dâu xin một like đi. Like share đồ giùm em đi cả nhà. Mọi người like share đồ giùm dâu nha. Hello Nguyễn Hà, tặng cho Võ Hân. Em hết rồi nha, để lâu lâu em nổi điên lên, nổi hứng lên em tặng vậy đó. Mọi người chấm like share like lên nè. Hàng xịn xò cho dâu luôn nha mấy chị nha, vải đẹp luôn, thêu luôn á. Con cái thôi, chị nào lấy trắng dâu mã trắng là chỗ áo này để 39 ngàn, mà chị thấy xỉu không? Ra ngoài làm gì mua được áo này 39 ngàn, cam kết không có. Sale 39 ngàn, chị nào lấy trắng chốt nha, 60 cân quay đầu vừa. Nè, mày 35 cân cũng mặc được, mặc đóng thùng, mặc thả đều được nè, mày chị xin chưa? Chỗ trắng 35 ngàn luôn á. À 39 ngàn chứ. Cho dâu mã trắng nha, để 39 ngàn, chị nào lấy trắng chốt trắng, sale livestream lên giùm em cả nhà. Bán rẻ như vậy mà không sale livestream thì sao chốt? Bán rẻ như vậy mà không sale livestream làm sao mà chốt đây? Ok chị Kim Yến, chị Kim Yến có vẻ là thích màu trắng đúng không? Áo 39 ngàn đẹp xỉu xỉu. Chấm like share livestream lên giùm dâu đi cả nhà ơi, nha, tương tác cùng em đi mấy chị ơi. Nè mấy cái con này dâu mặc like nè, bao đẹp bao xịn xò hết trắng rồi Thanh Thủy. Mấy cái áo này được mấy hôm vô mặc la nè, vải đẹp lắm, áo Quảng Châu nha, vô còn nè, sale rẻ cho mấy chị luôn nè. Vàng đồng bao sang, em nói cái chất vải này là chất vải lụa trượt treo ý, mấy chị mặc 3 năm trời không xù, cam kết không xù, không làm mất form nha. Muốn sang hơn thì hãy như dâu á,
mọi người cài một cái tag vô đây nè. Ok chưa? Mấy hôm vô mặc like cho mọi người là vô cũng tự cài tag vô, vải đẹp lắm. Vải siêu đẹp nha, hàng Quảng Châu cao cấp xịn sò luôn. Rồi tặng luôn cho mấy chị áo này nha, 55.000. Tặng luôn áo này 55.000 giùm dâu nha. 49 đi cho dâu mã vàng. Hết rồi còn có một cái tặng luôn 49.000 á, chị nào lấy vàng chốt vàng. Áo Quảng Châu xịn cao cấp nha, giặt 3 năm không xù không làm mất form. Cam kết 3 năm không xù không làm mất form nha. Chị Hương à quên vàng cho Thanh Thủy nè. Áo này em hết rồi chị, còn mẫu khác. Chị lại lấy đồ nha chị Hương ơi. Vài hôm em lại đi Sài Gòn nữa, chị lấy đồ nha. Dạ ok chị Kim Yến. Đây là quần. À đây là đầm. Đầm hoa nha, suông rộng rãi thoải mái bự đẹp luôn á. Ai đâu bán mấy chục đúng không? Em bán tặng mấy chị 49.000 luôn cho do mã đầm hoa. Free size nha, bầu bỉ thoải mái luôn, 5-60 cân bao mặc được luôn nè. Sang chưa cả nhà? Họa tiết bao sang nha, chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em đi, để con này cho mấy chị 49.000 đầm hoa. Đầm hoa để cho mọi người 49.000 nha. Chấm like share livestream lên giùm em nha mấy chị ơi. Chiều nay với tụi dâu xả cho mọi người siêu rẻ như vậy nè. Nha, để cho nó đầm hoa cho vỏ hơn. Cực đẹp. Đẹp lắm, đầm hoa đẹp lắm, xịn sò. Rồi. Con này cho dâu là mã cam nha, hàng của Linh nè. Mọi người coi này, hàng của Linh Ca á. Nha, mọi người vô Google search Linh Ca nó ra áo toàn là rẻ cũng hơn 100.000 rồi. Ok chưa? Phía sau là nó tà xéo cột nơ như vậy nè, nó là vải von lụa. Đây, bán rẻ cho mọi người mặc chơi nha, chứ không lỗi lầm gì và hàng đẹp. 29.000 dâu mã đỏ. 29.000 chốt cái dâu mã đỏ nha, áo phong cánh dơ nhẹ nhẹ. Free size nha, chị nào lấy đỏ chốt mã đỏ giùm dâu này để 29.000. Không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Không lỗi lầm gì hết. Em bán rẻ tại vì em bữa nay về nhiều hàng quá. Cái một sân dày còn chưa like được kìa. Ok chị dâu biết rồi, chị biết bộ đó rồi. Rồi áo xanh nha, nè hàng người ta bán 145.000 nè, hàng Hồng Kông, thun Hồng Kông nha, trong lô áo Hồng Kông đây. Nha, có mã vạch và có giá một số đầu và hai số cuối. Nha, cách đọc của cái lô Hồng Kông đọc giá của nó là như vậy mà chị nha, 145. Vải đẹp. Vải đẹp nha, chị nào lấy sọc xanh nó là rớt vai nhẹ nhàng. Rồi tại em không mặc like mặc con này lên bao đẹp luôn nè. Để 29.000 co giãn thoải mái mấy chị nha. 29.000 thun xịn sò. Thun bao xịn sò, chị nào lấy cho dâu mã sọc xanh đi 29.000. Sọc xanh 29.000, chị nào lấy sọc xanh chốt mã sọc xanh giùm em. Dạ chị nha. Sọc xanh không có cái gì, để điện thoại nó cao cao tí trời. Sọc xanh nha, thun mịn lắm mấy chị ơi, thun mịn lắm, nó không giống như thun áo hàng Thái, thun cô tông bình thường của mình nha, nó là trong lô Hồng Kông á. Chị nào lấy sọc xanh chốt sọc xanh nha, để 29.000. Rộng rãi thoải mái luôn, free size. Chị nào lấy sọc xanh chốt mã sọc xanh em để 29.000 cái áo thôi. Sọc xanh cho bé Nguyễn Hà, cho chị Hương. Áo dây em có nhiều mẫu mà, chờ tí em lên áo dây cho. Nè, sọc tím nè mày chị coi nè. Vải đẹp lắm nha. Đó, 135.000, người ta bán 135.000 rồi. Ok chưa? Vải siêu đẹp giùm dâu luôn nha, co giãn nè. Mày áo này cả nhà mặc sướng lắm. Co giãn thoải mái cho dâu mã sọc tím nha, để cho mấy chị 29.000 luôn nè. Ôi, vải đẹp ghê luôn á mấy chị ơi, vải đẹp nè chị Hương nè. Cầm vải thích cực. Đây. Cái kiểu nó mặc ở nhà mặc đi chơi thôi không hở nha, nó sẽ nhẹ xíu không có cái gì để hở. Cái kiểu nó là may hơi hơi như vậy cho mình thôi à. Mà vải đẹp lắm nha, dâu mã sọc tím để 29.000. Mát rượi luôn á. Cực mát, cực xịn sò giùm em nha. Chị nào lấy sọc tím chốt sọc tím, không phải là thun cô tông, nó là áo Hồng Kông mà, áo thun Hồng Kông mà mấy chị nè. Ok chưa? Mà không phải là áo thun vải cô tông như là mình hay mua áo cô tông, vải cô tông bình thường. Áo Thái bô rip đồ không phải đâu. Chất khác nha. Sọc tím cho Vi Huỳnh. Chất khác nha mọi người. Sọc tím em còn một cái, chị nào lấy sọc tím chốt sọc tím giùm vô. Còn một sọc tím, chị nào lấy sọc tím chốt sọc tím. Đây nè, áo này chị nào nhận hàng cũng ưng nè. Vô còn mấy cái nha. Nè chị Hương Nguyễn lấy mã này nè, Phan nè.
Đây vô còn có mấy cái à? Vô còn mấy cái thôi, vô còn phải để lại mặc là mọi người biết nó sang cỡ nào. Đen, hồng, xanh, vàng. Không phải. Đen, hồng, xanh, đen. Có 3 màu đen, hồng, xanh, đen nha. Ok chị nè. Em hết sọc tím mọi người ơi, hết sọc tím. Hết sọc tím. Ủa mới thấy cái sọc tím đây đâu rồi. Vô hết sọc tím nha. Rồi con này xịn xò nha. Chị nào nhận hàng con này vô cũng ưng cả nè. Cam rang lưu xanh đen, đen với hồng. Xanh đen, đen với hồng, hàng Quảng Châu cao cấp dùm em nha. Chị nào nhận hàng cũng ưng á, đúng không? Vải đẹp đúng không? Mẫu dễ thương nè. Mẫu quá trời dễ thương luôn. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy comment đi dâu đi. Con này dâu có màu hồng nè, màu đen với lại màu xanh đen. Đen, hồng và xanh đen còn có mấy cái đấy thôi à. Em để con này cho mấy chị nha. 55.000. Hôm bữa vô mặt like cho bạn 69.000, vô còn lẻ 3 màu cho bạn rẻ 55.000 luôn. Không có chị nào ra ngoài mua hàng này 100.000 đổ về cả, vô cam đoan. Nha, bốc vô đã hơn 100.000 rồi. Chị nào bốc dưới mua 100.000 đổ về quay lại đem tặng thêm mấy cái nữa. Chịu không? Vải đẹp nha, chuẩn hàng Quảng Châu nhập về luôn. Chị nào lấy hồng chốt hồng, lấy xanh chốt xanh, lấy đen chốt đen. Có hồng, có đen với có xanh đen, 60 cân quay đầu mặt đẹp giùm em nha. 60 cân quay đầu đổ về mặt đẹp. Bao xịn sò. Hồng cho chị Hương, đen cho Thanh Thủy. Coi lộn mẫu của bả. Rồi vô còn một hồng, một xanh đen nha. Áo đẹp lắm, áo chất đẹp nha mấy chị nha. Ưng thả thì mặc thả, ưng đóng thùng thì đóng thùng. Nhưng mà như dâu thì dâu đóng thùng đẹp hơn. Sau này là chị nào bự con năm mấy cân đồ thì mặc thả được. Còn chị nào gầy gầy thì thả hay đóng thùng cũng được. Nhưng mà do dâu là dâu hợp với đóng thùng nên dâu toàn đóng thùng thôi. Nè, xanh đen với hồng nha. Chị nào lấy màu nào chốt giùm dâu. Chị ơi có đồ bé 42 cân em có nhiều. Xanh đen cho chị Lê Kim Yến nè. Đồ bé 42 cân em có nhiều làm chị mộng lại ơi. Chị coi đồ bộ đúng không? Chị kiếm đồ bộ đúng không chị? Em sale có 99.000 một bộ hả? Vải đẹp luôn. Tại em sale đồ bé để em nghỉ. Em nghỉ bán đồ bé. Vải đẹp, vải xịn xò luôn. 40 mấy cân có nhiều luôn á chị. Rồi vô còn một bé hồng nha. Còn một em hồng này. Chị nào lấy hồng chốt hồng dùm dâu 55.000. Còn một cái hồng. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Đây là đầm. Đầm này là đầm u mì Hồng Kông. Đầm u mì Hồng Kông nha cả nhà. Nó lẫn trong lô áo một cái em bán rẻ 49.000. Mày chỉ biết chất u mì nó cao cấp rồi. Tại vì không mặc like. Dâu mặc like cơ lên con này bao đẹp. Tay bồng này mọi người thấy không? U mì Hồng Kông giùm em nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu có con à. S với M mặc vừa nha. 53 cân quay đầu mặc đẹp này. 53 cân quay đầu mặc đẹp vì co giãn rồi để 49.000. Đầm không lỗi lầm gì hết nha. Form xòe ngang gối, đầm không lỗi lầm gì hết. Nặng tay luôn, sang trẻ giùm dâu luôn. Tại vì nó trong lô áo em bán giá áo 49.000, nó là u mì nha cả nhà. U mì xịn xò, u mì loại cao cấp nhất á. U mì loại cao cấp nha. Chị nào lấy thì comment giùm dâu. Đầm đen nha, chị nào lấy đầm đen chốt mã đầm đen. Dạ, 42 cân mà bao nhiêu tuổi vậy chị ơi? Ok Thủy nè. Đầm đẹp ghê luôn á bà. Nè, nó bán cái đầm 350.000 nè. Này đầm Hồng Kông này bán cái đầm 350.000. Còn bấm giá trên đó nè. Đi Sài Gòn chừng nào về? Đi Sài Gòn chừng nào về vậy gái? Rồi. 42 cân bao nhiêu tuổi chị ơi? 42 cân bao nhiêu tuổi em? Em chăm tuổi em lên cho. Con này rớt vai màu xanh. Sang lắm, vải đẹp nữa. Màu xanh dương này mà chị sang lắm, vải đẹp nha. Mày áo này sang này bé Hà. Chị Phương Hân, Phương Hằng nè. Free size 60 cân quay đầu mà chị mặc đẹp. Đây, áo xanh giúp em nha. Nó rớt vai nhẹ nhẹ.
rớt vai nhẹ nhẹ nha. Chị nào lấy xanh chút, xanh vải đẹp luôn, em để 39.000. Nhận cái áo 39.000 mà chị không tin luôn, em nói thiệt, may hai lớp nè. Nha, nặng tay xịn sò, vải mức rượt à, nặng tay xịn. Ở ngoài mọi người ra ngoài mua áo này là bắt buộc phải mua trên 100.000 hết. Chị nào lấy xanh chốt xanh nha, vô có một cái tôi để 39.000. 60 cân quay đầu đổ về là bao vừa nha. Xanh đi chị Ngọc Thơ. Rồi. Hồng nè. Ôi vải đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Hồng nha, để hồng 49, chị nào lấy hồng chốt hồng. Xịn chưa? Cái gu này chị nào mà 5 mấy cân thì thả được. Còn chị nào mà dưới 50 cân cỡ như dâu là mọi người đóng thùng mặc đẹp hơn nha. Rồi vải nó mềm ghê luôn á, không nếp nhăn luôn á, cả nhà mát rượi luôn nè. Hồng nha, tay rũ nè. Đó, sang. Trẻ, chị nào lấy hồng chốt hồng em để 49.000 có một cái. Free size 60 cân quay đầu mặc đẹp giùm em nha. Đóng thùng hay thả tùy mấy chị. Chị nào lấy hồng chốt hồng. Mấy bộ bé trai số 13, 14 có cổ. Có cổ may có cổ may như bộ màu đỏ hả? Dâu chỉ có hai mẫu thôi, mẫu gấu thôi em bé. 13, 14 là dâu chỉ có hai mẫu thôi. Hết size nhỉ rồi, size cỡ đó là dâu bán hết rồi. Size kiểu đó là chị dâu bán hết rồi đó. 13 dâu còn bộ gấu xanh thôi. Đây. Còn bộ này được không? Màu này luôn á. Còn màu này luôn này được không bé? Màu xanh đậm. Xanh đậm đây, màu xanh đậm đây nè. Là mẫu này đó, mẫu này mà màu xanh đậm này chị dâu còn nói em mà. Vải đẹp luôn nha, nó cùng một chất vải. Cùng một chất vải, cùng một form, nó chỉ khác kiểu thôi. Ok không, mẫu này được không gái? Hết số rồi, do bạn hết size rồi. Bạn rẻ, còn lẻ lẻ, bạn rẻ mọi người mua hết trơn. Hồng sọc áo bẹt vai nha cả nhà, rồi tặng luôn 39.000 nè. Chị nào mua áo thì biết nó xịn rồi đúng không? Ở ngoài bán hơn 100 rồi. Em còn đúng một cái nha, tặng luôn 39.000 sọc bẹt vai free size nha, mặc thả mặc đóng thùng hoặc là mọi người phối dây beo ở phía ngoài đều được. Nha, mặc suông hoặc là mọi người mặc đóng thùng hoặc là để như vậy phối dây beo phía ngoài đều được luôn. Rồi comment cho dâu mã sọc nha. Bẹt vai nè, free size nha, sọc 39.000. Còn đúng một cái cuối cùng. Áo Quảng Châu quá cả nhà. Hàng Quảng Châu đẹp nha, vô còn đúng một cái cuối tặng luôn 39.000. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Bộ xanh đậm chị mới đưa ra em lấy rồi mà. Bộ xanh đậm đưa ra là em lấy à bộ xanh đậm là em ủa em lấy là nãy lấy bộ này á hả? Nhầm, chợ đang lu bu, đang like đồ kia, mọi người hỏi qua đồ bé cái em lộn. Dâu chỉ có hai mẫu đó thôi, mẫu kia em lấy màu đỏ, mẫu này lấy màu xanh. Chỉ có hai mẫu này là có size con em thôi nhưng mà nó có màu. Nó có màu nha bé nha. Còn không thì lấy qua kiểu khác. Lấy qua kiểu khác mà giờ dâu chưa có soạn được. Lấy qua kiểu khác thì nó như vậy nè. Giờ dâu đâu biết size đâu. Đó, khui ra là không phải size là không có ấy được luôn á. Nó con này thì nó không có số. Nó là tùy form chứ nó không phải tùy số. Mà loại này dâu đang sale rẻ. Nghe chị ơi. Alo. Hả? Ok. Chị đang bận nha, cứ gửi bill qua rồi gửi xe cho chị như vậy là được. Rồi. Nha, đồ bé để chiều đi cả tối đi, nào dâu rảnh rảnh đi cả nhà, bữa nay đồ bé dâu chưa có lên được á.
đang lộn xộn vô, đang muốn sale cái mã này. Lấy em bộ xanh dương ngọc size 13, 14 gì cũng được. Xanh dương ngọc là bộ nào? Xanh dương ngọc là bộ nào? Xanh dương ngọc là bộ này ấy hả? Em comment con này là mã gấu. Gấu nha, gấu kèm màu xanh đậm em lấy rồi, đây là xanh lợt. Gấu nha, chỉ có gấu thôi à. Gấu hình như cũng hết size luôn rồi đó. Cam là hết size nè. Gấu cam, gấu đỏ là hết size luôn. Còn gấu đỏ nè. Gấu đỏ còn một bộ số 13. Gấu đỏ còn một bộ số 13 nha. Đây quần. Gấu đỏ còn một bộ số 13. Gấu cam là hết. Gấu cam còn size không còn số đó. Nói chung là chị dâu hết á. Hết còn có mấy bộ ra. Quần xuông nhiều chị ơi, chị vô chị gấu đỏ nè. Chị ra em chị lựa đi, chị quần xuông nhiều giờ em không có vô like được rồi. Quần xuông em nhiều mẫu. Ôi mà giờ quần xuông cũng gần hết rồi. Em hỏi chị là 40 cân bao nhiêu tuổi á chị Hà? À chị chế một like ơi. À, 40 cân mà bao nhiêu tuổi vậy chị? Bộ gấu xanh đậm 13 14 chị giao để cho em rồi. Gấu xanh đậm 13 14 chị giao để cho em rồi. Vậy là hết bộ còn cái gì đó. Bộ 2 kg bao nhiêu tuổi chị ơi? Bộ 2 cân bao nhiêu tuổi? Em có nhiều mẫu. 42 cân chị lấy loại bao nhiêu tuổi chị? Để em biết em lấy size á. 42 cân mà 8 tuổi hả? 42 cân mà 8 tuổi vậy chắc là phải mặc tổ cỡ. Mười chín quá. 42 cân mà 8 tuổi chắc mặc số 18 19 đó chị ha. Em còn một bộ duy nhất màu vàng, bộ đẹp lắm, bạn để có 120.000 à. Sale 120 hàng này mọi người vô xa đại là mua tầm 180 200 vì vậy nó rất là đẹp, yên tâm nha, em còn lẻ đúng một bộ á. Size nhỏ thì em còn. Vàng này em còn size nhỏ nha. Size nhỏ là 100.000 hoặc là 101. Size nhỉ là 100.000, size đại là 101, size cô là 120. Đẹp lắm, bộ đẹp lắm. Nè size nhỉ nè. Giờ hết rồi em còn có nhỉ à. Rồi bộ vàng này chạy hàng cực đẹp mà, em còn có một bộ nhí luôn á. Mẫu này hết sạch hàng, chạy sạch hàng luôn. Còn có một bộ nhí này, nhí là size số 3 cả nhà. 1 tuổi đổ lên, 4 tuổi đổ về á. Ủa 2 tuổi đổ lên, 4 tuổi đổ về nha, nhí còn một bộ size số 3. 100.000 vải đẹp lắm mấy chim ơi. Form đẹp nha, form bao đẹp. Form siêu đẹp nha, còn số cô thì còn số 19 là tầm khoảng cỡ bé nào mà 50 cân á, cỡ 50 cân. Bốn mấy năm chục cân nha, bốn mấy năm chục cân người ta là mười mấy tuổi lận. Còn nếu mà con chị mà có 8 tuổi mà 42 cân là phải mặc số này, tại vì khách em ở đây cũng vậy á, phải mặc số 19 20, 19 20, 18 19 20. Ok không chị? Vàng này em còn một bộ 120.000, vải đẹp lắm, 22 kỳ có size có mẫu khác. À, để chị bộ vàng. Ok chị Hương Nguyễn nè, số lớn con chị nè, vàng đẹp quá trời luôn, trời ơi form quần đẹp lắm mấy chị ơi. Em bán hết rồi đó, còn đúng một bộ vàng thôi nha. Còn một bộ vàng size nhỏ 22 cân, lấy bộ khác dùng chị dâu nha. 22 cân thì lấy bộ khác nha. À, Hà Nguyễn ơi, bộ vàng hết size, gái ơi hết size, hết size. Bộ vàng hết size rồi. Rồi. Cam nè, bộ cam đẹp mà. Gấu cam em coi, gấu cam còn mấy bộ. Cùng một chất vải, cùng một form mà khác kiểu thôi à. Mấy mã này là cùng một chất vải nha. Cùng một chất vải, cùng một form nhưng mà khác kiểu. Cam thì có số 3, số 9, 22 cân là có size nè, gái. 22 cân có size màu cam nha. Rồi cam nha, cam kèm size đi cả nhà. Cam em đang còn size nha. Size 45-50 cân đổ về có size. Cam vô đang còn nặng tay lắm, cầm bộ đồ tại vì nó là hàng cao cấp. Yên tâm mà chị ra ngoài shop mua bộ 160-180 một bộ đồ này, vải nó đẹp giùm em nha. Vải đẹp, form đẹp, em bán hết size là mấy chị hiểu rồi.
Em còn lẻ size em mới sale rẻ nè. Nha, bộ nhí này là 100.000, bộ đại số 9 số 8 đổ về là 100.000, số 9 tới số 15 là 101, còn 16 đổ lên hoặc là XS, SML, XL đổ lên là 120. Ok chưa? Đó, hai túi phía trên và hai túi bên hông. Form quần, form áo đều đẹp. Chị nào lấy comment cho giao mã gấu cam kèm size nha. Gấu cam kèm size, gấu là em có 4 màu, gấu cam, gấu đỏ. Gấu cam, gấu đỏ, gấu xanh. Gấu cam, gấu đỏ, gấu xanh đậm và gấu xanh lợt. Gấu cam, gấu đỏ, gấu xanh đậm và gấu xanh lợt nha. À Nguyễn rồi lên đi. Lên để chị dùm dâu. Ủa mà 22 cân bao nhiêu tuổi vậy người đẹp ơi? 22 cân mà bao nhiêu tuổi vậy để dâu biết lấy size. Như khách của dâu 22 cân mà khoảng cỡ 7 tuổi á, thì cũng mặc có số 9 nè. Đây 22 cân mà bao nhiêu tuổi gái ơi? Chứ 22 cân mà 11, 12 tuổi là mặc số này nó ngắn. 22 cân mà khoảng cỡ 6 tuổi, 7 tuổi thì mấy chị mặc được. Mặc số 9 vừa. Vải đẹp nha, 110.000, số 9 là 110.000. Ok ông Hà Nguyễn, comment tại vì nó tùy thuộc vô cái độ tuổi của bé nữa mấy chị ơi. À 7 tuổi rồi, ok. Lên địa chỉ dùm dâu nha Hà Nguyễn. Có sai con chị nè, chị chế mộng lai. Bộ gấu cam còn bộ sai to con chị nè, chị thấy không? Chị còn coi lai không chị Lai ơi? Nó đam rong à. Ok đam rong vậy qua nhà dâu mà lấy. Nha gấu cam còn một bộ sai lớn 40 mấy ký nè. Rồi bộ màu xanh. 20, 21, 6. Với lại bộ màu xanh thôi. Đây nè, bộ màu xanh nha, còn size nhí và size đại thôi cô. Size nhí và size cô nha mấy chị. Số 6, 20, 21 với lại số 3. Đây bộ này là còn size đại và size cô và size nhí. Đây nha, trời ơi vải đẹp lắm luôn á. Mấy cái bộ này bé nào tới nó cũng thích. Tại vì cái kiểu như là thể thao, hip hop á. Nha, nó tới nó lựa hết sạch luôn, hết màu, hết mẫu, hết size luôn. Giờ còn lẻ size mới sale rẻ nè. Bộ xanh nha, bộ xanh kèm size giùm em. Bộ xanh kèm size, mẫu này là có xanh vàng. Xanh vàng với lại màu gì nữa mà hình như hết rồi á. Gấu này thì đang còn size nè. Rồi, gấu xanh đậm xanh lợt kèm size nha. Gấu xanh đậm xanh lợt đi cả nhà. Gấu xanh đậm xanh lợt dùm dâu kèm size nha. Có size tới 60kg nữa đó. Gấu xanh đậm xanh lợt nha. Chị nào lấy cho dâu mã gấu kèm size. Gấu kèm màu kèm size. Gấu kèm màu kèm size giúp em nha. Chọn xanh 50kg, xanh nào chị ơi? Liên hệ Thùy Điện Lực. À Thùy nó mới về tức thì. Bộ màu đỏ hồi nãy chốt em rồi. Chị giao để rồi. Ba bộ nha. Dạ. Có sai con tôi không? Có. Con bà làm mặc 19-20 đúng không? Con bà là mặc số mấy? Bà lấy màu gì? Dâu gần hết rồi mẹn chim ơi. Gấu xanh. Gấu kèm size giùm em nha cả nhà ơi, xanh 50 cân. À, bao nhiêu một bộ, tuổi đẹp quá bao nhiêu vậy Ngọc Phương ơi, tùy mẫu Ngọc Phương ơi. Xanh lợt em nhé. Để em coi xanh lợt. Túi hỏi túi nào vậy Ngọc Phương? Túi đây hả? Túi đây dâu để 230.000 thôi. Gấu xanh này có số 14 đấy nè, để ngoài túi dâu chung luôn. Còn mấy bộ treo hết lên luôn. Mười hai. Trời ơi vải đẹp lắm mấy chị ơi. Vải đẹp lắm luôn đó. Gấu xanh lợt hết size rồi chị đẹp gái. Ủa đây nè đang còn gấu xanh lợt nè. Đây nè gấu xanh lợt đang còn. Thủy lấy gấu xanh lợt đi Thủy. Mẫu đó con gái dạ không được chị. Gấu xanh đậm 13, 14 lấy em rồi.
Xanh lược 14. Xanh lược còn 13 với 15 thôi. Xanh lược còn 12. 14, đây xanh lược còn 14 đây rồi. Lấy gấu xanh lược 14 nè. Đẹp lắm luôn á, cho con mặc đi học đi chơi đồ. Trời ơi con em chắc nó mặc phải cỡ 30 bộ. Con dâu là mặc 30 bộ luôn á. Vải đẹp. Còn mấy bộ sao rẻ. Thu Hà nè. Xanh lợt nãy của chị Hương là số 19-20 gì á. Con chị nhiêu ký vậy chị Hương? Con chị nhiêu ký vậy chị Hương ơi? Vậy là gấu của em là, vậy là bộ gấu em lấy 3 mẫu luôn á hả? Gấu là giao thế em nãy chốt gấu màu xanh đậm nè, xong là gấu màu đỏ nè. Xanh đậm với đỏ nè, xong bây giờ gấu xanh lợt nữa hả? Vậy là nãy giờ em 4 bộ rồi đó, có thêm một bộ đỏ đỏ chữ nãy nữa là em 4 bộ rồi nha Thu Hà. Đúng chưa Thu Hà ơi? Ở trong siêu thị bán 159 lận. Đúng rồi, Dâu nói là ở ngoài shop nó bán 150-160 mà vải đẹp lắm. Yên tâm nha, Dâu còn mấy lẻ mấy hôm là Dâu bán 135.000. Dâu bán là 135.000, bữa nay Dâu còn lẻ Dâu sale có 101 á. Sale lỗ hàng vải đẹp nha, xem trong túi. Túi này nó có 3 quai nha, một là quai lụa, một là quai lụa, hai là quai tròn, quai da tròn và trong có một quai nữa. Hàng xịn nha, để 250.000, túi này Dâu đã mua gần 500 rồi. New 100% nha. Nè. Ok chưa? Có ngăn dây kéo hẳn hoi luôn, xịn sò, bên đây cũng có ngăn nữa nè. Da đẹp nặng tay. Da bao đẹp nha, nặng tay nha. Để túi này 230.000. Cho để túi 230.000. Ok. Zin cho bé trai 47 cân chị Dâu không có. Trắng thêu mẫu nào ta? Trắng thêu em hết rồi chị Kim Yến. Con bà vừa nè, có size con bà này Thủy, bà lấy size nào? Con bà có size nè, xanh này đẹp nè. Với lại bộ gấu. Con bà có size nha. Còn có mấy bộ đó thôi à. Rồi Dâu lên tiếp mẫu nè. Màu vàng hi hi mạng sao bị sao chưa thấy. Bộ màu vàng chứ có bộ vàng à. Vàng này thôi. Vàng cam trắng. Bộ này có 4 màu vàng cam trắng. Xanh. Vàng cam trắng xanh. Trời ơi, bộ này con Dâu mặc đẹp lắm đó nha. Mẫu này là con Dâu nó mặc đủ màu luôn mà. Sợ hết size con em còn có bộ 15. Mẫu này con Dâu nó mặc đủ màu luôn đó mấy chị nha. Đây. Đây, đẹp lắm, vải mướt rượt ha. Trời ơi, sale 120 quá rẻ luôn. Mấy chị ơi nha, bộ này sale 120.000. Siêu đẹp luôn, size cô là 130, size đại là 120. Đẹp lắm nha, con Dâu nó mặc full màu luôn á. Đây chị nào lấy thì comment đi Dâu nha, vàng kèm size có size tới 60 cân luôn. Size nhỏ thì tầm 20 cân á. Không có size nhỉ, bộ này không có size nhỉ nha, size nhỏ là tầm 20 cân, size đại thì cầm tầm size đại cô là tầm size cô là tầm cỡ 60 cân, 6 mấy cân á. Vàng nha, mẫu này có vàng, trắng, cam, xanh 4 màu. Mẫu này Dâu có vàng, trắng, cam, xanh. Vàng, trắng, cam, xanh nha. Chị nào muốn coi màu nào nói em lên cho. Vàng, trắng, cam, xanh giúp Dâu. Bộ xịn không à. Màu vàng size cho bé 47 cân là em một bộ nha. 47 cân bao nhiêu tuổi gái?
47 cân mà bao nhiêu tuổi vậy? Comment tuổi dùm chị dâu nha. Thường hay mặc số mấy? Màu vàng này chị dâu còn số 13 với 15 thôi. Em lấy số nào? Lấy số 13 được rồi. Con em nhiêu ký? Con chị dâu, con dâu 35 cân, lớp năm nay vô lớp 1, 7 tuổi á. Nó cũng mặc có số 14, 15 à. Nè, con dâu, ủa số này chứ lộn. Con dâu mặc cũng có số 14, 15 thôi à. Đây là số 13 rồi. Số 13 nha, form này tương đương với số 14 form kia đó. Em lấy số 13 được rồi, 15 rộng lắm. Ok ông Thu Hà. Ok chị nè. 13 ô 10 tuổi mà 40 mấy cân hả? 10 tuổi mà 40 mấy cân, lấy số chắc phải lấy số lớn rồi. 10 tuổi mà 40 mấy cân. Hình như em ở Đam Rông đúng không? Ở Đam Rông ra nhà chị dâu mà lừa. Đẹp lắm, vải xịn xò luôn, bao rẻ nhất huyện luôn á, không có chỗ nào. Ở đây không có chỗ nào bán sale, ở huyện này không có chỗ nào bán sale mà hàng xịn mà rẻ như vậy luôn á, cam đoan luôn. Nó bán rẻ nhất huyện mà. Vải nặng trịch luôn á, mát rượi luôn. Xịn giả mang cầm một đồ trên tay 120 nè, size đại là 130 thôi. Nha. Xỉu luôn á, bốn mấy 50 cân mặc số này đi. Nuôi con khéo dữ vậy, 10 tuổi mà bốn mấy cân. Màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp hết nha. Chế mộng lại. Ok. Cái trắng, dạ đúng rồi, trắng theo với xanh đen. Rồi màu cam nè. Màu nào cũng đẹp. Không có kịp chân lên á, mấy chị lấy ở đây là hết size luôn rồi. Nên em chưa có chân lên. Màu đẹp không mà Mỹ Kim ơi. Ui màu nào ra là muốn mua màu đó. Con dâu nó mặc đủ màu, em nói thiệt. Nói gian mất lộc luôn. Mẫu này bốn màu là con dâu nó mặc đủ bốn màu luôn đó. Mọi người coi nè. Cam, xanh, trắng, vàng nha. Cam, xanh, trắng, vàng. Chị nào lấy màu nào chốt màu giùm em này. Màu đẹp ghê chưa. Kiểu nó may đẹp quá trời mà vải nó nặng tay xịn xò lắm luôn Mỹ Kim. Nha. Chị nào lấy màu nào chốt màu giùm em. Chị nào lấy màu nào comment màu giúp dâu nha. Nè, cầm bộ đồ nặng tay ghê luôn á. Cam, xanh, trắng, vàng, bốn màu. Ai lấy màu nào comment lên. Cam, xanh, trắng, vàng, chị nào lấy màu nào chốt màu lên giùm em ha. Chẳng còn có mấy bộ đây thôi nè. Cái nào cũng còn lẻ sai. 17. Màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp hết nha. Đẹp không? Xịn quá trời. Ok. Nha mọi người ơi. Chị nào lấy màu nào thì chốt màu giùm dâu nè. Còn mấy bộ à? Đang like đồ người lớn cái hỏi đồ bé cái like ngang hông luôn. Nha chị nào lấy màu nào chốt màu giùm dâu. Hết rồi đó, còn có nhiêu đỏ thôi. Cam, xanh, trắng, vàng. Rồi em lên đồ người lớn tiếp nha cả nhà. Lên đồ người lớn tiếp nha. Bộ gấu xanh này đẹp ha. Bộ gấu xanh đẹp nè. Còn size nhỏ. Chị lấy thêm màu nào nữa chị Mộng Lai ơi. Chị lấy bộ xanh này đi. Trời ơi, bộ xanh này đẹp quá trời luôn chị. Bộ xanh này mà không lấy nữa. Nè. Đây, trời ơi, sale có 120 à, đẹp xỉu luôn, size chà bá luôn á. Đây nha chị nha, size bự luôn nè. Ok không chị? Ok không chị ơi? Xanh. Size cô luôn, người ta bán tới 170-180 một bộ size cô như vậy á. Size nhỉ đã bán tới 150 rồi. Cycle là bắt buộc phải bán hơn.
2 năm 60 tí mà. Xanh nha, xanh kèm size đi, có size to và có size nhỏ. Áo thun em có luôn, chiều ra lựa bé ơi. Áo thun em có nha, chiều ra mà lựa. Với lại có tay hay không tay chị? Chị muốn mặc đồ có tay hay không tay? Đây nè, hàng đẹp luôn, sale 99.000, size bự không mà không có size nhí. Loại này là không có size nhí. Chị có size cô. Size đại cô 70-80 kg. Đây. Vải đẹp nha, yên tâm nhận hàng vải đẹp. Vải nặng tay sừng sò mà chị coi nè, phong quần rộng rãi thoải mái, vải đẹp luôn. Áo không nó đã bán hơn 100.000 rồi. Con này nó tương đương với số 13 14 này bé Thu Hà. Ôi mà em năm bộ rồi chị dâu không cho chốt thêm nha, khách mới mua hàng lần đầu. Mua 5 bộ thôi, nếu mà muốn mua thêm là cọc chị dâu 100.000. Nếu mà mua thêm là cọc chị dâu 100.000 nha, tại vì khách mới, hàng đã sale rẻ rồi. Xám nha, xám, chị nào lấy xám chốt mã xám giùm em. Bao đẹp nha, sale 99.000 một bộ. À, tại vì hàng này nó không còn màu, không có, nó lẻ màu, lẻ size, lẻ lộn xộn, mà chữ vải đẹp nha. Áo này ra ngoài mua đã hơn 100.000 cái chưa mấy chị? Ra ngoài mua cả 100.000 cái cho bán nguyên bộ có 99.000 thôi. Ok chưa? Nè mấy cái mã mọi người coi, yên tâm là hàng xịn. Con này là size 35 cân quay đầu. Con này là size trên dưới 30 cân á mấy chị. Con này là size trên dưới 30 cân nha, 35 36 cân quay đầu mặc đẹp nè. Ok chưa? Bé nào khoảng cỡ 28 29 cân nhưng mà nó phải học lớp 4 lớp 5 thì mới mặc được nha. Chứ còn 28 29 cân mà lớp 1 lớp 2 là mặc rộng á. Ok chưa? Nó tương đương số 14 15 á cả nhà. Nha. Tại vì con này là nó đánh số khác, mọi người đừng có đọc số. Con này em bán theo form không bán theo số. Comment vô là xám nha, có một bộ 99.000. Một bộ size nhí, một bộ size to, một bộ size nhỏ 99.000 đồng giá. Size 20 kg cũng 99 mà size 80 kg cũng 99 luôn. Cái bộ này size lớn nè. Bộ này size 70-80 kg nè. Ủa 60 kg chứ, bộ này là size 60 kg nè. Đẹp xỉu luôn mình chị ơi. Bự luôn á, không có ai mà bán size hàng xịn sò mọi người coi nè. Hàng cực xịn luôn mà size 60-70 cân 99.000. Không ai bán hàng cao cấp như vậy luôn á. Em bán 99.000 nha. Bộ này là nói chung là phải cỡ 60 cân đó mấy chị ơi. 55-60 cân đổ lên giùm em nha. 55-60 cân đổ lên giùm dâu mới mặc được bộ này nha. 99.000 bao rẻ luôn. Hàng xịn hàng đẹp nha, chị nào muốn coi lô 99.000 thì nói em lên cho nè. Lấy bộ anh Khoa ơi, xám size nào comment lại giùm dâu nha. Thu Hà ơi, chị dâu chị cho chốt 5 bộ, tại vì em là khách mới, mua 5 bộ rồi dâu không cho chốt thêm. 5 bộ cũng đã 500 mấy 600 ngàn rồi, cả ship nữa là hơn 600 rồi đó. 55 cân 18 tuổi chị Hồ Tuyền nè. Nha, nếu mà muốn mua thêm là cọc cho chị dâu 100.000, chị dâu trừ trên đơn luôn. Trương Anh Khoa ơi, xám size nào? Xám 55 cân hết rồi chị Hương ơi, lấy bộ khác giùm em nha. Xám con chị không vừa. 2-3 giờ, ủa bây giờ cầm điện thoại sao không chuyển khoản luôn mà đợi 2-3 giờ em vậy, chừng nào chuyển khoản chị dâu cọc nha. À rồi chị dâu chốt nha. Chừng nào chuyển khoản xong chị dâu chốt. Đó, dâu gửi cho em rồi đó. Dâu gửi cho em rồi nha. Anh Khoa ơi, xám size bao nhiêu ký vậy? Comment vậy biết đâu để. Comment là 28 cân và 20 cân. Xám không có size 20 cân nha. Chỉ có một bộ size 28 cân thôi, 28-30 cân. Mà bao nhiêu tuổi? Dâu nói rồi 28-30 cân là tệ lắm, là cũng phải 7-8 tuổi mới mặc được. 8 tuổi đổ lên mới mặc được nha. Chứ còn 28 cân mà khoảng 5-6 tuổi là mặc vừa dài vừa rộng. 28 cân mà cỡ 5-6 tuổi là mặc vừa dài vừa rộng, khoảng 7 tuổi đổ lên thì mới mặc được. Ok không? Nha, xám còn một bộ thôi. Ok thì nói thì ok giùm dâu này, dâu chốt nè. Rồi bộ đỏ nè. Ủa xám còn bộ này, để coi xám này sao gì. Đây.
Đây xám này size 40 cân quay đầu mấy chị ơi. Nha, 30 cân đổ lên, 40 cân đổ về. 30 cân đổ lên, 40 cân đổ về nha, cho giao mã 1 đi, xám 1 này. Trời ơi, nó đẹp ghê luôn á. 30 cân nha, đổ lên 40 cân đổ về cho giao mã xám 1. Con dâu 7 tuổi 35 cân là nó mặc size này. Con dâu 7 tuổi 35 cân là nó mặc số này nè, mặc size này nè, mặc nhiều lắm luôn mấy anh chim. 99.000. Đi ra ngoài mua đã trăm mấy bộ rồi. Mẹ bán hàng mất gì không để cho con mặc, nó mặc nhiều lắm. Nhiều lắm. Suốt ngày đồ mới. Kiểu đang còn, chị chờ em tí. Kiểu đang còn, chờ dâu tí nha. Anh Khoa lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu. Em ơi, cọc chị dâu mới để được nha. Còn không cọc dâu không để được đâu, bé thông cảm nha. Tại vì hàng dâu sale rẻ rồi. Hàng đã sale lỗ rồi, ai đâu bán sale 99.000 bộ này đâu. Nha, còn nhiều mẫu mà. Em cọc dâu mới chốt được. Đây, trời ơi. Đó, có size con của chị nè, vải đẹp lắm luôn á. Em nói vải đẹp như vậy luôn nè. Sale 99.000 mà chị nhận hàng mà chị ưng liền. 99.000 một bộ nha. Đỏ này có size nè chị. Để em coi nè, đỏ size mấy đây? Đỏ này là size 55 60 cân nè chị Hồ Tuyền ơi. Dứt thêm bộ đỏ đẹp không? Nhận hàng bao ưng, nhận hàng không ưng em nói thiệt, xem hàng không ưng trả về cho dâu liền. Nha, bộ đỏ nè size to chà bá vật vả luôn, 99.000 không ai bán giá này hết. Không ai bán giá này, áo này không, mọi người đi ra đã mua hơn 100.000 rồi. Áo này không đã mua hơn 100.000 rồi chứ ai đâu bán áo này. Nguyên bộ này 99.000 đâu. Đỏ size 55-60kg này mấy chị. Bộ đẹp lắm, bộ xịn sò luôn. Đỏ cho chị Hồ Tuyền nè. Trời ơi, bộ đồ xịn sò luôn. Em bán có 99.000 luôn á mấy anh chim. Có size 70-80kg luôn nha. Hello chị Kiều. Rồi đỏ này là size nhị hơn nè. Đỏ này là size cỡ 4 mấy cân thôi. Đỏ này size 4 mấy cân nha, để cho chị chạy mộng lai nha. Con chị 42 cân mặc một mẫu này nè chị nè. Để cho chị được 3 bộ. Đẹp lắm. Bộ đồ 99.000 xỉu luôn nè. Con dâu mặc bộ này hai màu luôn á. Con dâu mặc mẫu này hai màu sắc nách nè, size nhì đây nè cả nhà, thấy chưa? Trời ơi, 40 cân quay về, 40 cân quay đầu giùm em nha. 30 cân đổ lên, 40 cân đổ về nè. Chị dâu con này là mã sắc nách nha, để 99.000, vải đẹp luôn, sắc nách giùm dâu nha. Nè, đường may may đẹp nè, vải đẹp nha mấy anh chị em, giặt thoải mái. Mọi người thấy hàng này là thấy xịn rồi, ok chưa? Thấy may như vậy là thấy xịn sò rồi. 40 cân quay đầu giùm dâu nha, 40 cân quay đầu giùm dâu, để con này cho mấy chị giá 99.000. Lô này là đồng giá 99.000. Rồi mã sắc nách giúp em nha, 30 cân đổ lên, 40 cân đổ về, 7 tuổi đổ lên nha, 11 tuổi, 12 tuổi đổ về được. Tệ lắm là phải 7 tuổi nha, mà 7 tuổi là phải 35 cân chứ, 7 tuổi mà 30 cân là mặt dài rộng. 7 tuổi là ít nhất phải 35 cân giùm dâu nha. Chị dâu thấy em không? Chị dâu không thấy. Chị gửi số vào đâu cho em vậy? Dâu comment ở trên mà. Nè, để dâu ghim lại cho nè. Chị dâu không thấy em luôn á, Hồng Phượng ơi. Em comment hỏi chị dâu cái gì hả? Mẫu 50 cân có nhiều, đồ bé 2-3 kg không có nhiều luôn chị. Đồ bé 2-3 cân có nhiều luôn. Mẫu 50 cân có, chị Kiều cho em tí nha. Nãy giờ em đang em like mấy cái mẫu mà 2 mấy cân con của chị rồi, mới vừa like xong. Giờ mới bắt đầu lên size to. Nè, xanh nè. Nguyên cục xanh luôn, hàng này đang là size đại không à. Sai nhì không có, sai nhì là mẫu khác. Sai nhì chờ em xíu. Sai nhì chờ em lên lại cho. Có ba lỗ đại, chờ em tí, ba lỗ đại có mà không biết là mẫu gì. Xanh nha, em lên mẫu xanh đi cho, giao mã xanh kèm size. Trời ơi, 99.000 một bộ đồ. Sai nhì là em đang bán 100.000 đó. Nha, xanh nè, xanh có size to nha cả nhà ơi. Trời ơi là trời ơi, em nói thật á, 99.000 chưa mua được cái áo. Nặng tay, vải đẹp luôn, em bán nguyên một set luôn 99.000 cho dâu mã xanh kèm size nha. Đẹp chưa? Xanh kèm size giúp dâu nha. Trời đất ơi, cái quần nó nặng trịch luôn á mấy anh chị ơi. Bán áo tặng cái quần. Bán áo tặng cái quần nguyên một set. Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt xanh, màu đẹp lắm luôn á, màu đẹp lắm.
Chị nào lấy xanh chốt xanh nha. Xanh 55 cân cho chị nè. Xanh có size 2 mấy cân nè. Xanh có size nhí nữa nè. Đó, nhỏ nhất là khoảng cỡ 25 26 cân, trên dưới 25 cân. Nha, nhỏ nhất là trên dưới 25 cân đó mấy chị. Đó, xanh có size nha. 20 cân đổ lên, nhưng mà 20 cân bé khoảng cỡ 6 tuổi thì được. Chứ 20 cân mà bé 3 4 tuổi là mặc nó dài. 20 cân bé 3 4 tuổi là mặc dài nha mấy chị nha. Ba bốn tuổi là mặt dài rồi. Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt mã xanh giùm em. Xanh cho chị Hương Nguyễn nè, xanh cho Hồng Phượng nè. 50 cân bao nhiêu tuổi vậy Hồng Phượng? 50 cân mà bao nhiêu, ủa bao nhiêu tuổi, đúng rồi, 50 cân bao nhiêu tuổi, comment rõ giùm chị dâu nha. Trời ơi, rộng miên man luôn á chị Phương ơi. Ủa chị Hương ơi, không biết 55 cân thì áo mà hơi rộng thì để dành được nha. Chứ em có một bộ size lớn à, có một bộ size đại thôi, em đang sale rẻ. Xanh 23 tới 25 vải đẹp ác liệt. Con chị em sợ rộng quá chị Kiều ơi. Con chị bữa nay mấy tuổi rồi? Con chị bữa nay mấy tuổi rồi chị Kiều? Mua để dành được nha chị nha. Chị cỡ này là 25 cân á, cỡ này là 25 27 cân này, nhưng mà con chị mà 4 tuổi là sợ dài. Ok không chị? Chăm mốt em được em có một bộ vàng là 120, còn 4 bộ kia là 101, tổng cộng em có 5 bộ rồi nha. Đồ của chị Hồ Tuyền em chưa gửi. À ba lỗ em không có rồi. À ba lỗ em không có rồi chị ơi. Ghê luôn. Rồi em lên mẫu tiếp nè. Vô lên mẫu tiếp nha. Ok gái, chị Dâu biết rồi. Quần jean nam nè, chị nào có chồng nhỏ con đâu, em còn đúng 2 cái à. Sale luôn 99.000 cái. Nhưng mà size 28 thôi. Đẹp xỉu luôn á. Em nói mấy chị nhận cái quần 5-6 tem luôn mà. Nhận cái quần nam 100.000, trời đất ơi. Hàng mọi người ra ngoài mua hơn 200 rồi. Nhưng mà em hết size to rồi, em còn size nhí thôi. Em hết size đại rồi, em còn size nhí thôi à. Hàng 5-6 tem luôn nha, hàng co giãn. Dinh ngộ của trai á cả nhà. Dinh người lớn á nha. Hàng 5-6 tem luôn. Còn màu đậm với màu lợt nè. Còn hai cái hai màu, cùng một size 28. Chị nào mà có chồng khoảng cỡ 4 mấy 5 mấy cân á. 5 mấy cân. Nha, hàng xịn lắm luôn á. Ở ngoài đẹp hơn trên like nữa. Ở ngoài đẹp lắm mấy chị ơi, nhận hàng em nói thật á. Không xịn như hàng 250 đừng lấy, trả về cho dâu. Còn đúng hai cái sao nhỉ, sale luôn 99.000. Sale luôn 99.000. Áo dài bé trai đồ nè, nhiều mẫu dễ thương. Bộ này bộ size lớn nè. Không biết là có tay không tay. Rồi bộ này là bộ 7-80 cân luôn á cả nhà ơi. 5-60 cân mặc rộng rộng cũng được để dành đó. Rồi cho dâu mã xanh trơn nha, có một bộ thôi. Quần thì thoải mái, quần co giãn mà nó nặng lắm, vải dày ghê luôn á. Mát rượi luôn, cô tông loại cao cấp nhất xịn sò. Đây nè, áo này mọi người ra ngoài mua làm gì có giá mấy chục ngàn. Áo không đã hơn 100.000 tại vì size đại. Nha, dâu bạn nguyên một set 99.000. Size lớn nha, set này là phải trên 60 cân á, chị nào 55 cân thì con 55 cân mà 15-16 tuổi thì mặc được. Rộng rộng, suông suông, còn hơn, còn không mà trên 60 cân nha. Nè mua để dành đồ ok luôn á, vải đẹp lắm, màu trơn. Em có một bộ nha, dâu mã xanh trơn đi cả nhà. Xanh trơn nha, có một bộ xanh trơn. Màu này là màu xanh thiên thanh.
màu xanh thiên tâm vô có một bộ thôi, chị nào lấy xanh trơn chốt xanh trơn. Hàng xịn sò mà size to nữa, không ai bán 70.000 như dâu. Cam đoan luôn, hàng cao cấp nha, size đại. 70.000 là không ai bán đâu. Em còn có mười mấy bộ đây thôi nè, em mới xem. Chỉ có mười mấy bộ thôi à. Rồi vàng nha. Vàng có size nè. Size to không à. Không có size nhỏ. Size nhỏ nhất tầm 35 cân. Đây nè, trời ơi đẹp ghê không. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Đẹp quá, size nhỏ nhất á, ráng nữa thì 26 27 cân nhưng mà phải cỡ 9 10 tuổi. Mày vậy nha, 9 10 tuổi mà hai mấy cân, 26 27 cân thì mặc được. Chứ còn 5 6 tuổi mà hai mấy cân dưới 30 cân là mặc dài. Ok chưa? Dưới 30 cân mà dưới 6 tuổi là bắt buộc phải mặc dài nha. Ok chưa? 27 28 tuổi, 27 28 cân mà 10 tuổi 11 tuổi thì mặc được. Mày chị nghe kỹ giùm em nha. Ok chưa? 35 36 cân quay đầu mặc đẹp cho dâu này, cho dâu mã vàng kèm size nha. Vàng kèm size, size nhí nhất là đã 35 36 cân rồi. Chị nào lấy vàng chốt vàng. Vàng kèm size nha, để em lên áo người lớn mấy anh chị ơi. Nha, chốt lẻ giúp em lên áo người lớn vàng kèm size có đặc màu đẹp quá. Cho mọi người coi lại nè. Rồi em nói nhận bộ đồ 99.000 bao ưng. Nhận bộ đồ 99.000 bao ưng nha. Chất đẹp. Mẫu đẹp. Giá thì quá ok luôn, rẻ nhất Facebook luôn. Cái này mặc như là tách ra mặc áo thun bình thường mà cho bé mặc với lại quần jean, quần kaki gì đó đi chơi là áo này như là áo jean bình, áo thun bình thường thôi. Cái này nó như áo thun bình thường thôi mấy chị nha. Rồi mã vàng kèm size giúp em cả nhà. Vàng kèm size nha. Vàng rồi xanh đen rồi xanh navy rồi đỏ. Rồi em lên đồ người lớn đi. Em đồ người lớn tiếp đi mấy chị. Còn ai coi đồ người lớn không? Còn chị nào coi áo, áo Quảng Châu rồi áo lung tung xịn xò em sale rẻ nè. Áo đẹp này bệt vai free size cho bạn có 39.000 à. Áo này ra ngoài mọi người mua hơn 100 rồi. Hôm bữa nhiều màu nha, xanh rồi nâu rồi hết sạch còn một con duy nhất. Bệt vai tay bồng bệt vai nha, em có đúng một con thôi hết rồi. Sale 39.000 cho mấy chị nè. Đó mặc không như vậy hoặc là mọi người phối đai ở ngoài nè. Phối cả đai vô đây luôn. Phối cả đai trực tiếp ở phía ngoài áo như vậy luôn nè. Vải đẹp nha, sale 39.000, chị nào lấy sọc chốt sọc. Sọc 39.000 giùm dâu. Sọc sọc, chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Rồi em có một áo xanh rớt vai này cả nhà. Vải đẹp lắm nha. Rồi em chắc giờ phải đi đó. Mấy giờ rồi? 2 giờ rồi, phải nghỉ đi ăn miếng đã. Em nghĩ đi mấy chị ơi, like con xanh này xong nè. Em đi ăn khoảng nửa tiếng sau em like lại nha. Hôm nay em like nguyên ngày. Ok chưa? Trời ơi vải đẹp luôn á, tặng cho mấy chị 29.000. Yên tâm là hàng xịn. Vải đẹp giùm dâu luôn nha, giặt máy thoải mái không nhăn luôn. Nè đóng thùng xinh luôn đó. Đóng thùng hay thả đều ok luôn giùm dâu nha. Free size luôn, vải đẹp nè. Mướt rượt luôn, nó mịn nữa chứ chị nào lấy xanh chốt xanh 29.000. Có một cái thôi nha, hàng lẻ size. Yên tâm là hàng đẹp nha, hàng xịn, em sale 29.000. Còn khoảng trăm mấy, 200 cái lẻ mẫu lộn xộn. Áo hãng, áo Quảng Châu, áo Hồng Kông. Thì em ăn cơm xong thì em like cho. Rồi em ốp đã cả nhà ơi, nói giờ không còn sức nói luôn á.